Tất cả chúng ta, con người, không có nói đạo gì ha, tất cả chúng ta, chúng ta vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng chúng ta thiếu cái chánh niệm, cái tỉnh thức. Cho nên mình ăn không có chánh niệm thì thân bệnh, mình nói không có chánh niệm thì mang họa, mình hành xử không có chánh niệm thì gây đau thương, khổ đau cho mình, cho người. Vậy thì đạo Phật là một education, một cái education để educate, một cái giáo hóa, một cái hướng dẫn để cho chúng ta nói, sống, hành động có chánh niệm. Ví dụ như mình có bó hoa, mình không biết cắm thì mình lãng phí bó hoa. Thì bây giờ Phật giáo chỉ cho mình cách cắm hoa, cắm như thế nào không phí hoa mà có nghệ thuật mà đẹp. Thì nhiều khi á, mình chỉ cần có một chút nghệ thuật thôi là tự nhiên cái bình hoa của mình nó tốt. Ví dụ quý vị cắm cái hoa lê dên, tức là mình hay kêu là Huệ Đà Lạt á, mùa hè ở đây mình nhiều lắm. Nếu mình chỉ mua về mình để vô trong bình á, thì nó sẽ như vậy cho đến chết mà nó không hề thay đổi. Muốn cái hoa nó đẹp, mình mua về mình vặn nước ấm và mình cắt xéo cái hoa cắm vô để nó rút cái nước lên. Tại vì khi mình cắt như vậy á, là cái nhựa của nó bít cái lỗ nó, chân lông nó rồi, bít cái lỗ hoa rồi, rồi ta để trong tiệm nó khô rồi, nó khô cái mặt ở ngoài rồi, mình về mình cắm nó không rút nước. Cho nên mình về mình sắc xéo một cái nữa để mình làm cho nó mới lại, để nó rút cái nước lên mà phải nước ấm. Đồng thời ở trên cái thớp, cái chớp hoa đó, mình tẻ nó ra, mình ngắt cái đầu trên đó đi. Để làm chi? Để nó nở đều cái hoa. Nếu mình không ngắt cái đầu đó, hoa nó nở không có đều. Cái nào nó nở được nó nở, còn không là nó búp búp cho tới nó tàn héo. Có nhiều khi mình mua bình hoa về mình cắm mà không thấy nó nở, tại vì mình thiếu cái chút chăm sóc đó. Vậy thì con người của chúng ta đây, ai cũng muốn rước một cái người thương về để cho mình được chăm sóc bình thường, nhưng mà không biết cách làm sao hồi người đó héo queo. Hồi đó mà nhớ có cái bài hát gì, nếu em là chim thì anh xin mang chim vào lòng, nếu em là hoa thì anh xin đem cái hoa về nhà vậy. Nhưng mà mình đem về mà mình làm gì? Mình chọt vô trong bình để cho tới ngày nó héo, hay là mình phải chăm sóc? Không có cái gì chúng ta mua về mà chúng ta ăn liền được mà không có cái sự lắp ráp, lặt nhắt để có được. Ví dụ mình mua một cái tivi về, phải mở ra, trước hết đọc cái gì? Đọc cái instruction, coi những cái bộ phận của nó trước, rồi lắp ráp, chứ đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà ráp. Mình có cái tật không bao giờ đọc công thức, cứ ráp tới hồi ráp chặt, ủa sao kỳ vậy, bắt đầu mới mở giấy coi. Mà khi mở giấy coi thì con ốc đó nó hư rồi, có thể là vặn vô xong là mở ra là nó hư rồi. Mà trong khi đó người ta đã đưa sẵn cho mình một cái construction tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, mà có nhiều khi nó còn chỉ hình ở hình số 1, hình số 2, người ta chỉ rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chịu khó đọc cái đó 5-10 phút chỉ đó là chúng ta biết cái cách ráp cái đó mà không làm. Rồi quý vị thấy mình mua một bó cải về, đâu phải để vậy sắc ăn, làm gì? Lạc, lạc nó ra. Nhưng mà nếu mà có những cái héo bỏ, nhưng mà có những cái mình ăn sống như vậy không được mà làm ra món khác thì ăn được. Ví dụ quý vị ăn bắp chuối, ăn bắp chuối bào để ăn bún, mình mở một hai cái bẹ bên ngoài ra, rồi trong đó nó có một nhánh, hai nhánh hoa chuối, đâu có ăn sống được, đâu có bào vô được, nó vụn hết. Thì bỏ cái hoa chuối đó ra một bên, bỏ cái bẹ chuối ra một bên, bào chuối này phải không? Nhưng mà cái bẹ chuối đó có thể rửa sạch để làm mắm, mắm cá lóc. Cái hoa chuối đó
ngắt cái tim ở trong đó, nhúng bột chiên, ram nước tương mè là cá cơm kho. Thì Pháp Hoa nói như vậy á, là quý vị sẽ thấy rằng Phật Pháp nó nằm ngay trong từng cái chút đó. Tức là lời của Phật dạy chúng ta cần phải mang ra, không phải để nguyên si vậy rồi tụng, mà chúng ta có thể chúng ta chia chẻ, lặt ngắt, làm sao nó linh động, ăn ngon, không phí. Cũng giống như vậy, thí dụ hồi nãy Pháp Hòa biết đại chúng ở đây ngồi gần 500 người, mà cái bản kinh mà mình in á, nó có 100 mấy bản à. Thì có một bài kinh quan trọng ở trong đó là kinh Phước Đức. Nếu mà Pháp Hòa tụng thì có người ngồi ngó, ngồi ngáp và nghe không rõ. Thôi bây giờ đại chúng im hết để một người đọc kinh Phước Đức thôi, thì tất cả mọi người cùng nghe. Quý vị thấy cái đó gọi là gì? Linh động, uyển chuyển. Cái mục đích quan trọng là làm sao chúng ta chuyển tải. Đọc kinh đó, đại chúng cùng đọc cũng được, còn không một người đọc đại chúng nghe. Nếu mình biết rằng ở đây không đủ kinh thì cái người có quyển kinh đọc lớn cho mọi người cùng nghe, mà không cần phải lo là mình không có bản kinh. Thì Phật Pháp cũng thế. Phật Pháp là chúng ta cái nghi thức tụng niệm á, các chư tổ soạn 1, 2, 3, 4 để thành một cái bản kinh. Đó chỉ là cái căn bản để cho mọi người nương cái đó. Nhưng nếu chúng ta biết nắm được Phật Pháp rồi thì chúng ta có quyền cắt bớt, gia giảm, thậm chí thêm nữa, để làm sao thời kinh đó hay, linh động, mà cốt là người ta nghe, ta tụng xong thời kinh, người ta nhận được cái gì từ một cái bài kinh đó. Ở trong chúng ta đó, ở trong tất cả chúng ta, ai cũng có một cái ước muốn đó. Ước muốn là được một người khác thương mình, và ước muốn là có người nào đó để mình thương. Cho nên mình mới đi tìm. Chứ nếu mình thương mình không, sống mình cho nó khỏe. Và vì mình cũng thương mình đó, cho nên mình kiếm người nào biết thương mình đó, để mình nói tôi muốn ăn cơm cái con người nấu, tôi muốn uống nước cái con người đó. Mình thương mình cho nên mình đi kiếm một người để gọi là mình thương. Nhưng mà thực tế ra là mình đang thương mình nhiều hơn, mình muốn kiếm người để chăm sóc mình. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu Phật tử chúng ta hiểu được đạo Phật như bây giờ quý vị đang hiểu, thì đó là lý do tại sao quý vị thích thú tìm tòi nghe Pháp, học Pháp. Tuần này lễ này là long weekend mà, Labor Day mà, mình có quyền đi chơi với gia đình, với con cái trước khi nó tụ trường. Nhưng tại sao mình gác hết lại để mình đi vào một ngày tu học như thế này? Là tại vì mình thấy được một cái điều hay gì ở đó, an lạc gì đó trong khi chúng ta học Pháp, chúng ta tập. Cho nên thưa đại chúng, là quý vị nhớ là đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để cho chúng ta chỉ có niềm tin không, rồi cúng, rồi xin, rồi lại vân vân. Mà cái quan trọng là chúng ta học được lời của Phật, rồi chúng ta ứng dụng và chuyển hóa được mình. Cái quan trọng là chuyển hóa mình. Bây giờ mình học cho thật là nhiều, hay là mình tụng cho thật nhiều, mình không chuyển hóa mình thì nó không có lợi ích được nhiều. Cũng giống như mình ăn cơm mà cơm nó không tiêu vậy. Ăn cơm là cơm phải tiêu hóa thì cái bao tử mình nó mới khỏe và mình mới có thể ăn nữa. Cho nên Đức Phật dạy á,
cái người cư sĩ tại gia mà có cái phần an lạc ở trong đó là gì? Vì người đó có cái chánh mạng. Chánh mạng là gì? Nghĩa là người đó biết cân đối mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như mình đi chùa, nhưng mà cũng phải biết mình còn bổn phận với gia đình. Đi chùa làm công quả, nhưng mà mình còn bổn phận với gia đình, thì mình phải làm sao mình thu xếp được công việc nhà của mình, thì chừng đó mình đi chùa mới yên, và người nhà của mình không khởi phiền não với mình. Mà một khi mà họ bực bội, họ phiền não với cái chuyện đi chùa của mình, thì họ nói gì? Họ nói bậy. Họ hay dũa mình kiểu này kiểu kia, cái mình hay nói là tạo nghiệp. Nhưng mà họ tạo nghiệp là tại ai? Một phần cũng có mình. Tại vì mình không biết chánh mạng quân bình, cũng như mình chi thu. Mình có chi thì phải có thu. Phong Hòa ví dụ ha. Bây giờ cái thân thể mình đây, sáng ra cái mình thu một ly nước, 2 tiếng sau mình chi. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghe, cái bắt đầu cái mình thu một cái tô mì, miếng bánh mì ăn sáng, ăn lát cái mình chi. Rồi trưa cái mình thu, lát cái mình chi. Nếu như mà mình chỉ thu không mà không chi á, đi thăm bác sĩ á, bệnh. Nhưng mà ngược lại mà nếu mình chỉ chi không mà không thu á, mệt lắm á, lết luôn á. Có phải không? Vẫn qua chỉ nói ở mặt thân thôi. Cho nên á, mình phải thấy Đức Phật dạy, một trong những cái pháp an lạc của đời sống của chúng ta là chúng ta biết sống một cuộc sống cân đối. Khi chúng ta ăn ngon thì cũng ăn vừa chừng. Vì ngon quá mà ăn nhiều cái đó thành ra ngán mất ngon. Ngày xưa Pháp Hòa có một cô sư đệ, cô Pháp Tịnh, cô nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà thường á, cô mới kể nhỏ với mình, cô nói tôi thiệt sự tôi nấu ăn không có ngon. Nhưng mà tại tôi biết nấu là tôi không bao giờ nấu dư. Tôi nấu thiếu thiếu vậy đó, ăn cái nó thèm thèm, cái lần sau tôi nấu nữa cái nó ngọt. Cho nên á, Tổ Quy Sơn cũng dạy người tu là có 3 cái không nên đủ. Một là ăn, 2 là ngủ, 3 là mặc. Ăn, mặc, ngủ đừng có nên đủ quá. Tại vì con người mà 3 cái này mà đủ quá nó sanh lười. Thí dụ như nói ngủ mà thiếu một chút thì còn dậy đi học, chứ nói để tôi ngủ đủ thì tới 12 giờ. Ví dụ vậy, thà là ngủ thiếu mà còn được đi học. Cho nên cũng có một chút ngủ rồi đi học. Đi học vậy rồi về cái giờ mình thiếu ngủ, trên tối chịu khó ngủ sớm. Chứ còn mà nói là ngủ cho đủ thì phải tới 12 giờ mới đủ. Thì hãy mà 12 giờ thì mình trễ chuyện học hành. Cũng như đi làm thôi, chịu khó thức sớm một chút, đi làm để có tiền rồi về nhà nhờ ngủ sớm một chút, cho nên đỡ thức khuya coi phim. Cho nên cái nào nó cũng có cái ăn thua là mình biết quân bình đó. Thì Đức Phật gọi cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng nghĩa là gì? Là mình dụng cái cuộc sống của mình một cách chân chánh, quân bình. Đồ bổ mà ăn nhiều quá nó thành ra vô bổ. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, mình hay có khuynh hướng là mình ăn trái cây. Nhưng mà ăn như vậy không có tốt. Tại vì mình vừa ăn xong thức ăn là nhiều chất bổ, mình ăn trái cây vô là nhiều chất axit. Thì chất axit đó nó sẽ tiêu hóa những cái đồ bổ mình ăn. Thành thử ra ăn thì cũng được, nhưng mà nó không có lợi ích. Cái cách ăn đúng của người ta là mình ăn trái cây trước 30 phút rồi mình hãy ăn cơm, để nó làm cho cái đó nó làm tiêu hóa, mình ăn cơm nó ngon. Một lát cái chất axit đó nó không có làm hư đồ ăn của mình. Thậm chí mình ăn cơm no rồi uống ly thuốc bổ, nhất là uống yến rồi vậy đó, không có gì hết, tại vì nó đi theo cái đường tiêu hóa hết, nó không nuôi dưỡng được. Cho nên thường người ta uống yến là ta uống buổi tối bụng trống, uống xong rồi đi ngủ nằm, để cho cái đồ bổ nó dẫn nó dưỡng. Cũng giống như là người ta, người mà biết là buổi tối người ta không có uống vitamin,
Tại vì vitamin nó làm cho mình tỉnh, khó ngủ. Buổi sáng uống để nó boost up, nó im, nó tăng cái thể lực mình, có thể mình đủ năng lực mình sinh hoạt cả ngày. Và muốn uống vitamin là uống buổi sáng. Vitamin uống vô rồi nó tăng cái lực của mình, nó giúp cho mình đủ sức khỏe mình làm việc một ngày. Mình uống vô ban đêm thì bắt đầu nó làm việc, nó làm việc thì nó khỏe quá cái tỉnh không ngủ. Thí dụ vậy. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Mà mình sống mà quân bình như vậy đó, cân đối như vậy đó, Phật gọi là chánh mạng. Và một trong những cái an lạc của người cư sĩ mà Phật dạy đó là chánh mạng. Mà cân đối luôn cả chi thu, tài sản, tiền của mình. Đức Phật dạy á, người cư sĩ Phật tử có bốn cái điều an lạc. Một là chúng ta có được cái nghề nghiệp tốt. Ví dụ như quý vị thấy á, mình đi học ra mình có được cái nghề đúng ý mình là tốt quá rồi. Hồi nãy trong kinh Phước Đức nói làm nghề thích hợp là phước đức. Là mình đi học, thí dụ như mình học làm một vị sư phạm, làm giáo sư dạy học, mà rốt cuộc đi bán ngoài chợ thì nó không đúng với cái nghề của mình. Được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cho nên có được một cái nghề đúng ý mình tốt. Mà mình được phát triển cái đó. Khuya hôm qua Pháp Hòa tới đây cũng chiều tối lắm, thì có một vị Phật tử hay tới thăm. Cô cha tới thăm mà ngồi thăm thì không bao nhiêu. Lúc cô thăm gì, cô hỏi cô phát triển về cái tài nấu ăn. Cô thích về nấu ăn chay. Rồi cô đến thì cô hỏi Pháp Hòa đó làm sao, kia làm sao. Cô làm giống như mình là người biết nấu ăn vậy, nhưng mà gặp lúc được nổ rồi thôi kệ nổ luôn. Đó là khi mình làm một cái gì mình có khả năng, mình phát triển được cái đó tốt. Quý vị thấy một vị xuất gia cũng vậy. Trong số những người đệ tử xuất gia đó, có những người họ có, mỗi người nó có một cái tài. Ví dụ có một thầy nào đó giỏi về mặt tụng kinh, có thầy kia giỏi về mặt thuyết pháp, có thầy nọ giỏi về mặt làm việc xã hội. Thì tất cả những cái khả năng của các vị đó, mỗi người có một cái đó, thì các vị đó phát triển được cái đó, thì đó là một cái niềm hạnh phúc an lạc cho mình. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa có mười mấy chú tiểu. Thì chú, mỗi chú thích một kiểu. Con chú nhỏ lúc đó mới học có lớp 6 à, mà chú nói với Pháp Hòa, chú nói thầy nữa con lớn rồi con muốn làm nghề sửa xe. Thế thì mới hỏi, ô sao con thích làm người sửa xe? Chú nói tại con thấy chùa có xe nhiều quá. À, bây giờ nếu mà xe nhiều quá mà mình không biết sửa xe mà đem đi kêu người ta rửa sửa xe tốn tiền lắm. Nó ồ tốt quá, vậy con ráng học đi, mai mốt con làm kỹ sư sửa xe. Cái mấy vị mới nói trời ơi sao thầy không nói khuyến khích chú học gì giỏi hơn. Pháp Hòa nói giờ cái đầu nó có nhiều, mình nói hơn cũng đâu có được không. Bây giờ nó thích sửa xe, mình cứ đưa cái thích. Nhưng mà quan trọng là nó phát triển cái học hiện tại. Thật sự ra đến lớp 8 là nó thay cái thích rồi. Nó bây giờ nó đang ở cái chỗ đó mà mình cứ bình thường thôi. Mình cứ phát triển cái chỗ đó của nó. Cái quan trọng là hiện tại nó đang thích cái đó, mình phát triển cho nó cái đó. Một cái thứ nữa là gì, nó muốn được cái đó và nó ráng học hiện tại. Cũng như con mình giờ nó nói mai mốt còn lớn lên con làm bác sĩ. Trời, tướng mày mà bác sĩ. Nói vậy là mình nhấn nó xuống. Vâng, mà nếu mình nói ồ vậy ha con, được á, nhưng mà bây giờ con phải ráng học. Cái quan trọng là mình nhận ra cái nó muốn, rồi push up nó chỗ này nè. Con ráng học để mai mốt con được làm bác sĩ. Có một chú tiểu nói thầy, mai mốt có con muốn giống thầy vậy đó, đi giảng kinh. Pháp Hòa mới nói ờ được. Thì bây giờ đó thầy nguyên tủ sách đó, tụi con thích cuốn nào cứ vô đọc. Thầy còn ở đây nè, đọc chỗ nào không hiểu hỏi thầy. Chứ đợi thầy đi rồi chết rồi bắt đầu mới vô lục sách. Thì lúc đó có những cái không hiểu sao hỏi.
Có một chú trước khi Pháp Hòa đi, nó thầy cho con vô phòng thầy, con mượn cuốn kinh Hiền Ngu. Có cuốn kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh. Pháp Hòa mới nói con đọc cho mấy em nó nhỏ quá sao nó hiểu nổi cuốn kinh đó. Nó không, con đọc xong rồi con summarize lại, con kể câu chuyện lại bằng cái chữ của bây giờ mấy em cho nó dễ hiểu. Mà mấy em thích lắm, con thử một vài câu chuyện rồi mấy em nó thích, nó tốt. Thì nói chung là mình nên khuyến khích. Mà thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình không được cái hạnh đó. Mình thấy ai làm gì hay, mình hay không muốn người ta hay hơn. Và mình nhiều khi một là mình bắt người ta ngang đó thôi được rồi, hai là mình chìm người ta xuống. Thí dụ người ta nấu ăn cũng được lắm, cái này cũng được mà hơi lạc, hơi mặn, mình cũng phải kiếm gì hơi chút. Mình nói vô, tức là mình thiếu đi cái phần khuyến thiện. Và thưa đại chúng, khuyến khích là một cái điều rất là cần trong cuộc sống. Quý vị thấy Đức Phật không? Ai hỏi cái gì Đức Phật cũng không bao giờ mà rầy hết á. Đức Phật khuyến khích. Thiện nam tử, ông hỏi thật là hay lắm, ông thật là khéo hỏi. Nay tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Mình phải học cái cách đó của Phật á. Còn mình bây giờ ai hỏi gì, hỏi vô duyên quá cũng hỏi. Tức là mình cắt ngang người ta, mình thật sự ra đâu phải người ta vậy. Người ta hỏi là thật tâm người ta không hiểu, mà người ta mới đặt thành một câu hỏi mà đôi khi người ta không biết cái câu hỏi nó thực tế như vậy, ta hỏi vậy thôi. Chứ không, cho nên bình thường câu hỏi nào mình cũng nhận một câu hỏi rất bình thường để mình khuyến khích. Mà mình đã biểu người ta hỏi rồi, người ta hỏi xong la người ta, thì làm sao người ta dám hỏi nữa. Cho quý vị thấy là bất kỳ câu hỏi nào, Pháp Hòa vẫn đọc câu hỏi đó. Và có đôi khi mình làm vui cho câu hỏi đó để chi? Để người khác đừng có thấy câu hỏi đó kỳ cục. Mà câu hỏi nào Hòa cũng thấy bằng cái từ cái tâm thành của người ta mà người ta muốn hỏi hết. Cho nên quý vị, mình phải học cái cách của Phật, luôn luôn khuyến khích. Rồi sau đó rồi các vị đã học cái bài kinh đó, nghe xong cái tôi nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ trì kinh này và lưu truyền, nhớ không, truyền thọ kinh này. Đức Phật nói tốt lắm. Khi mà các vị mà phát tâm truyền bá như vậy, các vị thiện thần hộ pháp, ô Phật nói Bồ Tát này Bồ Tát kia sẽ hộ trì, sẽ nâng đỡ cho quý vị. Thật sự ra Phật nói vậy là gì? Nghĩa là Bồ Tát là ai, hộ pháp là ai, là tất cả chúng ta đây nè. Chúng ta thấy một người nào người ta phụng trì cái điều gì hay lành, chúng ta khuyến khích. Cho nên ở trong cuộc sống, mình mà có cái phước, mình làm được việc gì mà người khác khuyến khích mình, sách tấn mình là mình biết mình có phước lắm. Mình làm mà có người tán dương, có người nâng đỡ, có người khuyến khích. Và chính bản thân mình, nếu mình làm được cái gì mà đúng cái thích của mình, mà mình được phát triển cái đó, thì quả thật là một cái tốt. Mình thích nấu ăn, rồi mình học nghề nấu ăn, rồi mình phát triển được cái nghề đó, gia tăng được cái phần đó, tốt lắm. Cái thứ hai Phật gọi là gì? Biết giữ gìn. Quý vị thấy á, sau 40 năm mình định cư ở Canada này, thì hải ngoại là nói chung bây giờ mọi việc ổn định, ai cũng nhà cửa có, và thậm chí con cái bây giờ ổn định hết, mình không phải lo gì nữa hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, đó là từ đâu mà được? Từ cái mình biết xài tiền của mình, từ cái mà mình biết xài một cách đúng đắn, có mà không phí, có mà không phí. Thường thường quý vị biết không, trong một khóa tu để ra mấy trăm cái phần giấy napkin trải trên bàn, thì khi mà mọi người ăn xong đứng dậy á, cái việc đầu tiên Pháp Hòa đi á, là Pháp Hòa đi gom mấy cái giấy đó. Tại vì Pháp Hòa sợ khi mà các ban trai soạn hành đường người ta dọn á, người ta tưởng là giấy dơ người ta gom, người ta lau chùi người ta bỏ đi nó uổng. Thậm chí cái muỗng sạch cũng giữ lại.
Nếu chưa dùng, cây muỗng sạch, đôi đũa sạch, mình đứng dậy mình gom cái đó trước, để người ta không có sơ ý, người ta gom cái đó bỏ vô cái đống đó nó rửa. Trong cuộc sống của mình, cái gì mà còn lành thì mình phải dùng nó. Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu mình cầm lên một tấm vải ở trong cái bãi tha ma, thường thường ngày xưa các thầy là đi lượm vải trong mấy cái bãi tha ma để mặc, chứ đâu có ai cúng vải đâu. Rồi về mới giặt sạch, rồi cắt lại những cái chỗ rách, rồi mới thành một cái miếng vải vuông, mới ráp nó lại, ráp hàng trăm mảnh như vậy để thành một cái y quấn trên người. Cho nên cái y đó gọi là y bá nạp. Y đó gọi là y bá nạp. Thì cái y bá nạp này á, là nhờ những tấm vải như vậy. Thì Đức Phật nói á, mình á, nếu như mình cầm một tấm vải đó lên mà mình thấy tấm vải nào còn sạch thì mình nên giặt lại mình xài. Cũng như thế, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống này, dù có cũng không phí. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái phước của mình mà có, mà mình phí nó là mình tổn, mình hủy cái phước của mình. Cũng giống như thí dụ bây giờ mình có một tô thức ăn, nếu mình nhắm mình ăn không hết thì mình xớt làm hai. Chứ còn mình đã biết mình ăn không hết mà mình cứ ăn rồi lát mình bỏ, thì đôi khi đâu có ai ăn cái phần đó đâu. Nó thành một cái thói quen rồi, không bao giờ lượng, cứ ăn đi, ăn được nhiều ăn, dư nhiều bỏ, cứ trong đầu cứ nghĩ như vậy, thì nó thành một cái nghiệp sống phí. Thì bây giờ quý vị thấy ăn mà phí kiểu đó thì tất cả cái khác nó cũng phí theo. Cho nên á, thường thường cái nghiệp á, đầu tiên đó có một cái gọi là cái gì kia không, khởi tập. Cái nghiệp khởi lên đầu chớm một chút, nhưng mà nếu chúng ta không chuyển cái nghiệp đó thì chính cái nghiệp này nó sẽ lay mình, nó sẽ dẫn mình tới những cái nghiệp khác nữa. Ví dụ ha, mình đi đánh bài chơi nhỏ thôi, 5 đồng 2 đồng thôi mà, tiền của tôi chơi chứ tôi có chơi tiền ai đâu, nói vậy đó. Nhưng mà mình chơi riết nó thành ghiền. Nó ghiền rồi bắt đầu hết tiền của mình rồi á, thì bắt đầu mình bắt đầu dòm ngó tiền người khác. Thì bây giờ cái nghiệp đánh bài này nè, nó sẽ dẫn mình tới cái nghiệp ăn cắp. Hồi đầu mình không có ý ăn cắp, mình chỉ chơi bài thôi. Nhưng mà chơi bài một lúc nào đó mình thua nhiều rồi, mà mình ghiền rồi, bây giờ lên cơn ghiền chịu không nổi thì mà không có tiền, thì bắt đầu ăn cắp. Thành rồi nghiệp thứ hai. Nghiệp ăn cắp xong rồi bắt đầu á, hễ ăn cắp của người khác á, người khác hỏi tới thì phải nói gì? Nói dâu. Cái nghiệp thứ tư nó không à. Cho nên cái giới thứ năm là cái giới rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, nó gom chung vô đó. Thì cái giới đó nếu mình vướng á, thì nó sẽ dẫn tới cái giới thứ tư là mình nói dốc. Rồi có thể phạm luôn cả giới thứ hai là mình ăn cắp. Và thậm chí đôi khi nhiều lúc vì bảo vệ bản thân mình lỡ tay giết người cũng có. Như là phim ảnh, là những cái câu chuyện ở trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe. Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta, một người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người đi, ai sống trong cuộc đời này mà nếu chúng ta có được cái nghề nghiệp quân bình được cuộc sống, và thậm chí chúng ta có giới, là một niềm hạnh phúc. Tại sao? Vì chúng ta biết ngăn những cái gì mà chúng ta không nên làm. Cho nên cái lỗi á, mình nên trừ để không vi phạm vào cái tội. Cái lỗi là cái sơ ý, mà cái tội là cái cố tình. Mà cái sơ ý này ở trong cuộc sống nhiều lắm. Vì vậy cho nên ở trong giới Bồ Tát á, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thì có cái giới gọi là giới thất ý. Thất ý là gì? Là sơ ý, là không quan tâm. Vì chúng ta sống hời hợt, ví dụ như mình nói chuyện mà không để ý cái feeling của người khác, thì cái đó là lỗi thất ý. Mình phải cảm nhận được cái feeling của người khác chứ. Mình nói sướng cái miệng mình thôi, đặc biệt là trong lúc giận.
Rồi thậm chí nói chơi mà nói không đúng lúc, nói không đúng người, nói không đúng việc, thì cái lời nói chơi nó trở thành một câu chuyện quan trọng mà người ta cảm nhận rằng mình nói, mình đang nói móc người ta, mình đang nói xỏ người ta, mình đang đem người ta ra thành một câu chuyện để mình trêu đùa, mà thật tâm mình không có. Nhưng mà người ta sẽ trách mình, và khi lỡ ra rồi thì mình thấy cái lỗi này lỗi gì? Lỗi sơ ý. Cho nên cái đó gọi là giới thất ý. Thất ý nghĩa là cái giới mà chúng ta không có để tâm, không quan tâm, quá sơ thất, sơ sót. Chữ thất là mất, mất cái ý tứ, mất cái chánh niệm. Cái thứ ba mà Đức Phật dạy á, là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Hồi nãy Pháp Hòa nói á, phương tiện đầy đủ gọi là nghề nghiệp, thấy không? Rồi biết giữ gìn một cách quân bình mọi thứ. Cái thứ ba mà Đức Phật nói là gì? Đó là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Là gì? Nghĩa là chúng ta làm chủ được mọi thứ và chuyển hóa cho nó thành tốt hơn. Ví dụ vậy này, trong cuộc sống của mình á, hồi sáng này Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, mình có thể làm chủ nhà, chủ tiệm, mình làm có thể trong cuộc đời mình làm chủ nhiều thứ lắm, nhưng mà không có cái làm chủ nào quan trọng mình làm chủ mình. Mình làm chủ cái tâm mình được á, thì mình mới bớt khổ và làm cho người khác giảm khổ. Pháp Hòa ví dụ ha, mình là người bệnh, mà người bệnh á, trong đầu mình nghĩ là được sự chăm sóc, mà người nhà của mình mà nghe mình bệnh là tự động bổn phận người ta chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị chăm sóc bệnh cho mình. Nhưng mình phải làm chủ cơn bệnh của mình một phần nào để mình đừng có làm khổ cái người chăm sóc bệnh. Có nhiều khi mình bệnh ai không biết, mình bệnh, mình đau, mình quạo ai không biết, nhưng mà đâu có nghĩa là mình muốn nói gì mình nói đâu. Mình thiếu cái sự làm chủ thì đôi khi mình nói những lời nói làm cho người chăm sóc bệnh của mình, người ta nản, người ta chán, người ta buồn. Người ta biết trong lòng người ta là mình đang bệnh, biết vậy đó. Nhưng mà rồi hồi ta cũng có cái gì đó người ta buồn một chút, người ta lo lắng một chút. Chứ mình làm bệnh á, mình được chăm sóc, mình phải làm chủ mình một chút để đừng có nói, đừng có hành động. Rồi ngược lại, người chăm sóc bệnh cực lắm, thức khuya dậy sớm đủ thứ hết, đôi khi quạo luôn, nói hoài người bệnh không nghe. Cũng phải làm chủ mình chút, tại vì mình không làm chủ mình thốt một câu lên, thí dụ mình nói bệnh gì bệnh hoài à, mệt quá, thì cái người bệnh nó thôi vậy đưa tôi chết cho rồi. Thế quý vị thấy không, cách đây mấy hôm thì Pháp Hòa có nói với một nhóm Phật tử đến thăm. Pháp Hòa nói thật sự ra đạo Phật đơn giản lắm. Hay là Pháp Hòa nói cách khác là thật ra cuộc sống nó đơn giản vô cùng. Nghĩa là ai cũng có cái quyền của mình hết á, nhưng mà quan trọng là cái quyền đó mình sử dụng sao. Ví dụ như mình có quyền mình nói, hay là người ta có quyền người ta tới với mình, người ta giúp mình, nhưng mình phải biết làm sao để mình tiếp nhận cái sự giúp đỡ đó. Quý vị biết là trong cuộc sống này chỉ cần chúng ta có cái chánh niệm ý thức thì mọi thứ nó sẽ khác lắm. Người ta tốt với mình, nhưng mình phải biết mình nhận cái lòng tốt người ta chừng mực cỡ nào, thì để cho người ta không thấy rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta. Mặc dù người ta tốt với mình nhưng mà mình không khéo á, người ta sẽ cảm nhận rằng mình đang lợi dụng lòng tốt. Và thậm chí lâu ngày nó sẽ hư mình là mình đã sử dụng lòng tốt người khác một cách thiếu chánh niệm. Cho nên á, người bệnh hay người không bệnh gì, cả hai đều phải tu hết. Đó, như nãy mà nói, người ta chăm sóc mình bệnh, cuộc sống đơn giản là mình bệnh là sẽ được chăm sóc, nhưng không có nghĩa là mình có thể tháo quát người ta. Quý vị thấy y tá ở đây nè,
Mình có la họ không có đâu nói gì, nhưng mà họ sẽ không, mình sẽ, trong mắt họ mình không có dễ thương, là mình là người rất là dữ, mình là người rất là khó khăn. Thì họ chỉ làm đúng bổn phận của họ với mình một ngày bao nhiêu lần mà thiếu cái tâm. Họ đến với mình vì bổn phận chăm sóc, nhưng mà không đem hết cái tâm của họ đối với mình. Nếu mà một người bệnh á, trong bệnh viện á, mà nhẹ nhàng với y tá, bác sĩ, người ta đến với mình bằng bổn phận, nhưng mà trong đó ẩn bên trong là gì? Một cái tấm lòng của người ta. Cho nên trong cuộc sống quý vị sẽ thấy rằng có những người đến với mình đã có hai cách người ta đến nha. Một là người ta đến bằng cái tấm lòng, hai là người ta đến vì bổn phận trách nhiệm. Thí dụ như người ta là nhân công, mình làm chủ, mình cứ la hét người ta hoài, thì người ta sẽ đến với mình đúng bài bản thôi. Anh mướn tôi 8 tiếng, đúng 8 tiếng tôi về. Bây giờ tôi không có tình cảm gì với anh đó. Tại vì anh sống làm chủ mà không có tình cảm với tôi. Thì con người nó có đối nó mới có đáp. Thì vậy cho nên hôm nay Pháp Hòa trích một cái bài kinh Đức Phật dạy 4 điều an lạc của người cư sĩ. Đầy đủ về phương tiện, đầy đủ về sự tiêu xài, đầy đủ về thiện tri thức, và đầy đủ về cái sự chánh mạng. Chuyển hóa mình đó, quan trọng lắm. Cũng như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Nếu như quý vị thấy mình nấu cơm lỡ nhão mà mình không biết làm gì với nồi cơm đó đó, thì nó phí không? Bây giờ nếu nồi cơm mà lỡ nhão mà đem đổ thêm nước vô á, thì bây giờ nó sẽ thành nồi cháo. Thì quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa, chứ không phải chúng ta chỉ có một công thức đó. Lỡ nấu cơm nhão thì chúng ta có thể chuyển hóa thành cháo. Nhưng mà khi cái nồi cơm nhão đó đem ra rồi, bây giờ cháo là mình biết rồi đó, nó sẽ ra nhiều hơn. À, tầm phù nhắm mắt nhắm mũi đổ nước vô nguyên nồi cháo đó, ăn một tháng không hết. Bây giờ cũng cái nồi cơm nhão đó chia làm 4 phần. Hôm nay mình nấu một phần, 3 phần kia mình cất. Thì mình sẽ có được 4 lần cháo ăn mà fresh. Không phải ăn một cái lần nồi cháo mà hâm hoài, hâm nó khét luôn. Hay là thậm chí ăn cuối cùng nấu một nồi cháo quá ẻ, ăn không hết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái tu hành là nó cái chỗ đó thôi. Cái chỗ đó nè. Chứ bây giờ á, quý vị đã nhận ra đạo Phật. Quý vị nhận ra đạo Phật không phải một cái đạo Phật mà như xưa nay mình hiểu nữa. Cúng cơm phải mấy chén, phải bao nhiêu món, rồi phải bao nhiêu mâm. Bây giờ mình thấy mình hiểu đạo rồi, mình vẫn cúng cơm, nhưng mà cúng cơm rất hạnh phúc. Một mâm cơm đơn giản đó là biểu tượng. Cái hôm rồi có một em nhỏ đó, nó khoảng chừng 15 tuổi thôi, thì nó đi với ba mẹ nó lên chùa. Pháp Hòa mới hỏi con thắp nhang cho ông ngoại chưa? Nó nói, dạ con thắp nhang rồi, hình ông ngoại con đó đó. Mà ông ngoại nó mất hồi nó có 2 tuổi à. Thì Pháp Hòa mới giải thích, con có biết không, đó là lý do tại sao người Việt Nam lập bàn thờ ông bà ở trong nhà. Bởi vì nếu không lập bàn thờ ở nhà, không có bàn thờ ông bà, thì tụi con không biết mặt mũi ông bà. Ngay một đời, một thế hệ thôi là đã không biết ông bà, thì những thế hệ sau là mất hết. Vậy thì con phải nhớ rằng cái bàn thờ ông bà không phải là mê tín. Bàn thờ ông bà là một cái hình thức nuôi dưỡng gốc rễ của con cái. Ông ngoại con mất hồi con 2 tuổi à, con đâu có nhớ mặt hết đâu. Nhưng mà nhờ cái hình thờ nè, con hỏi ba con, đây là ai? Ồ, ông ngoại con. Rồi mai mốt con lớn lên, con có vợ, con có con nó không biết ông đó là ai. Nó hỏi con, đây là ông cố con. Nhưng mà nếu như mà mình cất cái hình nó luôn, không thờ gì nữa hết, thì cái hình đó sẽ trở thành một nhân vật nào đó ở trong gia đình mà không hề ai biết ông đó là ai. Một năm cúng giỗ, một ngày, không có gì mê tín hết.
Nếu mình không biết cúng, mình chấp trước vào hình thức, người ta mới cho mình mê tín. Còn cúng dỗ mình biết cúng là mình sẽ nói được lên cho con cháu biết cái ý nghĩa cúng dỗ. Nếu không có cúng dỗ thì đâu có sự tập hợp. Cũng giống như nè, Phật tử nha, nhiều khi mình nói mình là Phật tử mà năm mình không có đi chùa. Nếu không có ngày Phật đản, chắc gì gặp nhau. Cho nên tổ chức lại Phật đản để mọi người hôm nay sinh nhật của Phật. Rồi bắt đầu bày ra cái vụ tấm Phật. Hồi thời Phật không có tấm Phật nha. Cái vụ tấm Phật là mới sau này mình mới bày ra tấm Phật. Là tấm Phật là để biểu tượng rằng á, mình lấy cái nước á, tượng trưng cho định, bỏ hoa vô trong nước là tượng trưng cho giới. Đức Phật là tuệ. Mình lấy nước của định, của giới, tẩy sạch cái tâm trần cấu để hiển lộ một Đức Phật là trí tuệ, là chánh niệm. Nhưng mà có nhiều khi người ta hiểu tấm Phật vậy xong rồi lấy miếng nước vuốt đầu mạnh giỏi. Có nhiều người đi tắm mà xách theo cái hũ nữa để xin miếng nước đó về uống cho mạnh giỏi. Phải không? Thành thử ra nếu mà ai cũng hiểu đạo Phật cái kiểu đó đó thì đạo Phật không thể nào last long được. Thì người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, thì ra ông Phật đợi năm tắm lần để kiếm chút bụi về uống. Ta hiểu đạo Phật kiểu đó là đạo Phật không thể nào kéo dài thọ mạng được. Còn nếu mình hiểu rằng á, mình vẫn làm lễ tấm Phật nha, nhưng mình không hề hiểu rằng tấm Phật là để cho Phật sạch hay để Phật phù hộ mình, mà tấm Phật là gột cái tâm. Nước là tượng trưng tỉnh, cái hoa mình ngắt mình rải vô đó là tượng trưng cho giới. Đức Phật là tượng trưng cho chánh niệm, là trí tuệ. Mình vốn vẫn có trí tuệ đó, nhưng mà mình không có chịu dùi mài chùi rửa thì trí tuệ đó nó bị lu mờ. Ngày hôm nay cần lấy nước định, nước giới tẩy sạch cái bụi đó đi thì một Đức Phật có mặt, Đức Phật hiển lộ. Và đản sanh là gì? Là một Đức Phật sanh. Mỗi ngày mình mở mắt ra là một ngày mới rồi, thì mình phải tuyên bố rằng ngày hôm nay là Phật đản sanh. Chứ đâu phải là năm chỉ có ngày. Nhưng mà không có ngày đó thì mình không có sự quy về. Cũng giống như Vu Lan vậy, đâu phải đợi tới ngày Vu Lan bắt đầu mới nỉ non lòng mẹ bao la rồi ngồi khóc nhìn hoa tuổi phận mình màu trắng đơn côi, rồi mấy ngày kia nó mừng quá bà chết sớm tôi khỏi lo. Đâu phải chỉ có ngày lễ Vu Lan đó đâu. Mà nếu mà Vu Lan là một ý niệm, chữ Vu Lan là cái sự cứu khổ. Ngài Mục Kiền Liên á, dùng con mắt thần thông để tìm coi mẹ mình đang ở cái chỗ khổ đau nào. Phải không? Trong kinh nói vậy phải không? Em không nhớ. Trong kinh đó là Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để nhìn mọi người, nhìn tìm kiếm mẹ mình đau khổ. Ô thấy mẹ mình khổ quá, đem chén cơm tới cho mẹ. Mẹ thấy chén cơm sẵn đang đói bụng mà đông quá, lấy cái tay che lại để lát thấy ăn của mình sao. Thì vừa đưa cơm lên miệng bằng cái tâm keo kiết bỏng sẻn đó, cho nên cơm hóa thành than lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy tội nghiệp quá, xin Phật. Phật mới nói ông hiếu thảo lắm, nhưng mà một mình không thể cứu, phải nhờ thần lực của Tăng. Thời đại khái là vậy đi. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên mới được thần thông cứu mẹ rồi, còn mình không có thần thông cứu ai. Vậy thì cái ý nghĩa đó là mỗi người chúng ta mỗi ngày phải dùng con mắt đạo thông này nhìn tất cả mọi người, và chúng ta thấy rằng ai cũng đang khổ lắm. Nhiều khi trước mặt mình ta cười cười nói trong này nát như tương ăn phở vậy. Cho nên mình nhìn người ta, mình thấy người ta khổ, mình tới mình nâng đỡ người ta bằng mọi hình thức. Cho nên một kiền liên là mình dùng con mắt đạo để nhìn mọi người, để mà thấy được cái khổ của người. Mà con người mà khổ nhất, cái gốc khổ là từ đâu? Từ cái tham. Nhưng mà tham là tham nhiều kiểu lắm.
Tham nhiều cách lắm, không phải một cách tham đâu. Tham ăn chỉ là một thôi. Có người là tham ngủ, có người tham danh, có người tham tiền, có người tham sắc, có người tham đủ cả năm. Tài, sắc, danh, thực, thụy, năm thứ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người con người chúng ta là ai trừ được cái đó. Ai cũng còn vướng cái đó hết. Nhưng mà có tu á thì cái này nó quân bình. Bộ nói tu khỏi ngủ hả? Tu không phải ngủ chứ. Nhưng mà ngủ vừa thôi, ngủ nhiều mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Đó, người tu vẫn ngủ. Người tu vẫn ngủ chứ không ngủ cái đầu nó bần thần sao đủ tỉnh táo để làm việc. Phải ngủ. Người tu vẫn ăn. Nhưng mà bây giờ ăn sao? Ăn hiền lành. Ăn hiền lành. Ăn vừa đủ. Ăn mà còn coi ngó trước sau. Ăn mà còn quán chiếu thức ăn. Cái món này nè, nó ngon lắm, tôi thích lắm. Nhưng mà nó dầu nhiều. Bây giờ tôi cơ thể ăn không được nữa nhiều, ăn chút cho vui thôi. Cái món này tôi thích lắm, nhưng mà bản chất nó là độc, ăn vô nhức lắm. Rồi tôi ăn chút cho vui thôi. Và thậm chí miễn ăn khác. Thì cũng ăn vậy. Cho nên đừng có nói là con người mình là đọa ngũ dục nha. Cái hạnh phúc nhất của mình là quân bình ngũ dục. Ai mà không ăn, ai không ngủ, ai không cần tiền, ai không thích đẹp, trời ơi, đi chùa tu rồi đó mà áo tràng phải vải gì nè. Thầy chùa cũng vậy luôn. Nâu phải nâu gì? Nâu đen chụp hình mới đẹp. Thí dụ vậy. Cho nên con người mình vẫn còn thích đẹp. Chứ đừng nói tôi giờ khỏe lắm, hết thích đẹp rồi. Không dám đâu. Nhưng mà mình tu ở đây là mình có chánh niệm để mình quân bình nó, như Đức Phật dạy. Chánh mạng quân bình, chứ không phải là chúng ta buông xuôi buông lung. Mình tu á không có nghĩa là ôi tiền tài là vật ngoài thân rồi mình phung phí mình buông lung, không đúng. Hay là mình coi thường nó, mình không có sử dụng nó, đúng cũng không được. Biết thân này là vô thường nhưng không thể hủy nó. Bởi vì nó mất rồi lấy gì tu? Phải không? Cái thân này mất rồi không có tu được. Tại tu là tu cái tâm, nhưng mà mượn cái thân này để tu. Cho nên Phật mới nói đó, mượn chiếc thân này như chiếc thuyền qua sông. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là đạo Phật cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về mọi vật, nhưng không phải để chúng ta hủy bỏ mọi vật. Hai cái đó chúng ta phải xa. Hồi đầu á thì coi gì cũng thiệt hết, cái bắt đầu phung gì đó phung phí hay là xài mà chấp trước. Nhưng mà bây giờ á Phật dạy mình biết nó vô thường cho nên giữ nó, nhưng mà lỡ nó vô thường không buồn khổ với nó. Tại vì thân mình á o dữ lắm, chăm sóc lắm, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống đó. Uống thuốc bổ, sức kem dưỡng da, làm đủ thứ hết. Nhưng mà tới lúc nó nhăn là nó phải nhăn. Tại vì bản chất nó là nhăn và nheo. Còn mình mà nheo sớm thì nó nhăn sớm. Thấy không? Đó là bản chất thật của cuộc đời. Còn những cái gì mà người ta sáng tạo ra để cho mình dưỡng nhớ, nó là dưỡng thôi. Mà đã dưỡng nghĩa là tạm, không có thật. Đây cái hoa này nè, cắm vô hang, spray nước nè, tưới nè, dưỡng thôi. Rồi một ngày nào đó, hai tuần lễ sau, nó phải đi theo cái sự bản chất của nó là nó phải héo, bởi vì nó lại là hoa. Nhưng mà nó là kiển cây thì nó khác. Mình dưỡng nó khoảng được 10 năm. Thân này nè, bây giờ đi mua cái gì cũng có guarantee hết á. Mua cái tivi guarantee 2 năm. Mua cái microwave guarantee 1 năm.
mà cái thân này không có cái giấy guarantee. Không ai dám bảo đảm bán cái giấy guarantee mình được bao lâu hết á. Cho nên nhiều khi nghĩ cho cùng thì mình thua cái máy. Cái máy nào nó còn có guarantee, chứ còn cái này không có guarantee. Nó có thể bệnh bất cứ lúc nào và nó có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy thì người học Phật, học Phật để làm gì? Học Phật á, là chúng ta soi sáng tâm thức của mình, để chúng ta nhận diện mọi thứ xung quanh mình như thật của nó. Bản chất là vô thường, cho nên mình sống với nó. Lúc nó còn mình sử dụng, lúc nó hoại mình bình an, không chấp trước. Cái mà mình khổ là mình chấp ngã, là mình chấp pháp, là chấp vào vật. Nhớ ha, chấp ngã là mình dính vào cái mình. Tôi là thật, tôi là có quyền, tôi là có lực, có thế, vân vân. Đây là chấp ngã đó. Chấp pháp là mọi cái pháp nào nó hiện tượng xung quanh. Ví dụ cái hoa này phải tươi, cái trống kia phải thanh, cái mỏ nọ phải thanh, cái chuông kia phải ngân. Không, không phải vậy. Và pháp đã không thì không có cái gì gọi là ngã sở. Ngã đã không thì làm gì có ngã sở. Ngã sở là gì? Những cái thuộc về tôi. Không có. Có không? Không có. Đấy, 20 năm trước, 30 năm trước, cái này là cái rạp hát. Rồi cái người chủ xây rạp hát này bán đi thì hết ngã sở, đâu có cái gì của họ. Phải không? Rồi cái bắt đầu làm chùa. Biết đâu chừng vài chục năm nữa cái chùa này phát triển đi đến một miếng đất nào rộng, xây cất lớn hơn, thì cái này cũng không còn là ngã sở. Đây, cái thân này mình kêu là thân của tôi thì nó là thuộc về ngã sở rồi đó nha. Nhưng mà thiệt sự không có phải của mình. Mình tạm mượn để mình xài thôi. Mấy mươi năm rồi cuối cùng mình phải trả về cho đất nước gió lửa. Không có cái gì bi quan hết. Thấy thật như vậy, để rồi trong khi nó còn mình phải sử dụng cho đúng. Sử dụng cho đúng rồi khi nó héo, nó mất đi, bình an với nó. Còn ví dụ mình lại Phật, mình cúng Phật rồi đó, đó chỉ là một sự biểu lộ nhớ ơn Phật. Phật là người chỉ dẫn cho con cái phương pháp tu sống. Quý vị nhớ, lại Phật, cúng Phật chỉ là một hình thức tỏ lòng nhớ ơn. Còn cái chính là chúng ta nhận được lời Phật và chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Ngày nay quý vị hiểu Phật khác hơn xưa rồi. Bây giờ quý vị hiểu Phật rồi, quý vị đâu còn đố với tiền vàng bạc nữa, phải không? Còn ai còn đố không? Khỏi đố cái đó nữa, đỡ tốn tiền. Thay vì như vậy đó, làm phước đi. Thay vì mình đố cái đó đó, mình đi làm phước bố thí. Còn nếu muốn giữ phong tục, đốt vài tờ cho có lễ thôi, đâu cần phải đốt nhiều. Và tờ có lẽ gọi là muốn giữ phong tục. Cũng giống như bây giờ mình thắp nhang, có cần phải thắp 3 cây không? Không cần. Mặc dù 3 cây tượng trưng cho giới, định, tuệ, nhưng mà 1 cây đủ rồi. Tại vì trong 1 nó có 2 cái kia. Trong 1 nó có 2 kia. Cũng giống như mình tưới cây, đâu cần phải tưới từng cái lá đâu, tưới cái gốc nó thôi. Rồi cái gốc nó mà nó hút đủ nước rồi nó nuôi trên chứ gì đó. Hồi nhỏ của ông biết mà tưới cây, mà cầm và tưới từ là từng cái lá gì, mình nghĩ là tưới như vậy nó cây nó mới sống. Tưới xong chết luôn. Nó úng. Nước nhiều quá nó úng. Cho nên thưa đại chúng là khi mình hiểu được Phật rồi đó, giống như Pháp Hòa thường hay nói, quý vị xếp áo, thường thường mình xếp áo, mình nắm ngay cái sống áo. Đúng không? Mình nắm ngay cái sống áo để làm chi? Để hai cái tay áo nó tự nó gập vô. Rồi cái bắt đầu mình nắm cái sống áo, rồi mình cầm hai cái tay đó, cái mình xếp được cái áo. Phải không nào? Quý vị xếp áo tràng có xếp vậy không? Xếp y vậy đó. Nắm ngay cái sống áo tràng thì tự nhiên hai cái tay áo tràng mình nắm đó, rồi mình để vô người mình xếp. Học Phật cũng vậy. Mình nắm được cái xương sống, cái cốt tủy của đạo Phật rồi đó, đâu nó vô đó hết. Đâu nó vô đó hết. Cho nên chỉ cần mình nắm được cái chìa khóa chánh niệm. Chánh niệm là chìa khóa mở tất cả các cửa. Chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt.
ý thức rõ ràng. Cuộc sống, thời gian, mọi thứ hết, thì tự nhiên cuộc sống mình an lạc. Thậm chí giờ dù mình đang nghe pháp nè, nếu mà mình đang nghe pháp và cái tâm mình nghĩ ô đang nghe pháp thôi mà thầy cũng nói ào ào chứ mình có trả lời phone cũng đâu sao, thì có một cái phone nào phone vô cái mình bắt mình trả lời nhỏ nhỏ liền. Tại vì mình cứ quan niệm của mình là nó không trang nghiêm. Vậy thì cái thời kinh mà bày thành một cái hình thức, mục đích là giữ cái đảng tâm của ta. Nhờ thời kinh trang nghiêm cho nên không dám bắt phone, không dám đứng dậy để đi làm việc này việc kia, chứ bình thường là đã rồi. Thậm chí đang ngủ mà trực nhớ cái gì có thể tóc mền xuống làm á. Nhưng mà thời kinh thì khác. Cho nên thời kinh nó có công năng như vậy. Thời ngồi thiền nó có công năng như vậy. Thời niệm Phật nó có công năng. Cho nên trong bốn pháp tu, đi, đứng, ngồi, nằm, thì cái ngồi trang nghiêm trước bàn Phật đó, nó thù thắng hơn ba phương kia. Mặc dù trên nguyên tắc tu là tu khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đi, nhưng mà ngồi trang nghiêm trước Phật điện đó, nó có cái công năng hơn những cái kia, gọi là thù thắng. Ví dụ như thiền là đi cũng thiền vậy, đứng cũng thiền vậy, nằm cũng thiền, nhưng mà ngồi thiền nó thù thắng hơn. Bởi vì ngồi nó giúp cho mình tỉnh hơn. Mặc dù tuy nó nằm thiền chỉ chừng 10 phút rồi, là mình lên niết bàn rồi. Còn ngồi thiền á, mình có niết bàn chừng 5-10 phút, nó gật cái giật mình cái ngồi dậy tiếp. Cho nên hồi xưa các vị mà ngồi thiền á, mà nếu ai ngồi trên ghế cũng không có dựa. Tại vì cái bản chất của chúng sanh, hễ cái gì mà comfortable cái lạng lát nó đi à. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây nè, mình dựa vậy nè, mà gió hiu hiu mà nhắm mắt nữa, mà ông nói giờ này nữa là thôi rồi. Nhưng mà nếu mình ngồi trên cái bồ đoàn của tổ cụ thì nó khác. Quý vị thấy là chúng sanh mình hễ cái gì mà nó hơi thuận 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 chút là mình mất tiêu à. Bây giờ nếu mà nói là thôi bây giờ quý vị cứ thoải mái bắt võng nằm nghe. Cho nên tại sao ngày xưa Phật tâm lý cái điều đó, mà đối với các thầy tu trong rừng, Phật không cho ngủ ở một gốc cây quá 3 đêm. Ngủ trong rừng mà ngủ dưới gốc cây mà cũng không cho được 3 hôm nữa. Mới đầu đi vô rừng ngó ngách coi chỗ nào gốc cây nào được, cái bắt đầu lấy tay phủi phẳng rồi lên cho nó bằng cái nằm. Nằm cái kiếm được cái gốc cây nào mà nó êm cái đầu cái nằm, mà nhiều khi dính vô cái chỗ đó. Tới cái đêm thứ tư là muốn đi rồi. Chứ ngày xưa Phật không cho. Về sau này bắt đầu lập chùa rồi, bắt đầu mới có chế độ ở phòng, ở cốc. Chứ càng ngày thời đầu của Phật á, là tất cả ở trong rừng hết. Tất cả ở trong rừng hết mà ngủ dưới gốc cây. Mà hễ cái chỗ nào mà nó êm, nó hơi khá khá đó, là không hơn 3 đêm. Mà sau này ở trong chùa rồi cũng vậy. Ở trong chùa rồi thì các chùa mới ngủ là giờ người ta ngủ ngon nhất là 3 giờ sáng trở đi, là bắt đầu giờ đó mình dậy. Tại vì sợ mình bị đắm chìm chứ gì đó. Lục ra cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài chia ra một đêm là 5 canh. Rồi ngài bắt chư tăng phải ngồi dậy đủ 5 canh. Ví dụ như 8 giờ tối đi ngủ là sơ canh đó, canh 1 á. Rồi ngủ đâu được 2 tiếng cái nhị canh đó. Rồi tới 10 giờ, rồi 12 giờ, rồi 3 giờ, rồi cứ đêm chia 5 canh. Mà mỗi canh vậy là có một vị phải đứng lên thỉnh chuông báo, mà mình nghe chuông là phải ngồi dậy. Ngồi dậy thiền định rồi hít thở đàng hoàng niệm Phật xong bài đó rồi bắt đầu mới nằm xuống ngủ tiếp. Tại vì các vị không cho mình thẳng một giấc, vì sợ mình đắm chìm. Đó là Pháp Hòa nói theo cái cách tu của ngày xưa. Ngày nay thì cái sự tu hành nó dễ hơn, vì nó tùy theo quốc độ.
nó tùy theo cái hoàn cảnh. Ví dụ bây giờ mà ra gốc cây mà nằm á thì khỏi cần ngồi dậy mà cảnh sát cũng tới khều rồi. Cho nó khác. Hay là qua cái xứ mùa đông, ở cái xứ xứ lạnh đó thì cũng không thể nào đi chân không ôm bình bát đi khất thực được, hoặc lẽ là hở cánh tay được. Mà ở đây là cái phương, cái đời sống hiện tại bây giờ nó có uyển chuyển một chút tùy theo hoàn cảnh, nhưng cái cách tu nó không khác. Cho quý vị mới thấy là tại sao ngày nay ở bên Nhật á, người ta cũng chế ra một vài cái pháp cụ để nó giữ được cái người tu trong cái khuôn khổ, nhưng mà cho họ thoải mái theo cái bệnh. Ở bên Nhật á, chế cái đồ dựa lưng, ngồi dưới đất, có tọa cụ vào đầu đàng hoàng, nhưng mà có cái lưng ghế, để cái đó xuống, cái đặt cái bộ đoàn lên, cái tọa cụ lên là ngồi nhưng mà dựa. Tại vì trừ những người đau lưng, vẫn ngồi đất nhưng mà có cái đồ dựa cái lưng. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta là gọi là ngồi ghế đó. Thì bên Nhật đó là đa phần người ta không ngồi ghế. Bình thường người dân nhà thường ta cũng ngồi đất ăn cơm, thì người ta ngồi theo kiểu Nhật đó. Thì bên Nhật đó là trong chùa có chế được một cái ghế dựa để mình dựa. Cho nên biết được cái căn hạnh của chúng sanh là cái tánh, cái căn tánh của chúng sanh. Hiểu được như vậy á, dù tu chung một chùa nhưng chúng ta cũng dễ cảm thông nha. Thí dụ như lúc mình mới tu á, mình hiền lắm, tại vì mình mới là tiểu mà. Rồi ai biểu gì mình làm nấy, nhưng mình ở lâu bắt đầu mình thành trưởng lão. Mà thành trưởng lão rồi bắt đầu là mình quên là cái quyền mà mình có đó, nó chỉ là cái quyền tạm. Chẳng qua là mình có cái đó để mình điều khiển, nhưng mà mình lấy cái đó làm cái nội công gọi là cho chính mình, thì mình ra quyền ra oai với người khác thì nó trật đi. Cho nên mình phải để ý cái đó, mình phải có chánh niệm về những cái quyền lực mà chúng ta có trong khi mà chúng ta đi vào trong đại chúng. Nếu không có một cái danh nào đó thì cái hội đoàn, cái tập thể chúng ta cũng không thể sinh hoạt được. Rồi buộc lòng phải có những cái tạ chức. Cái chức đó là gì? Là để cho chúng ta nhận cái tên, cái vị đó để chúng ta làm việc. Và để cho nhiếp chúng cho dễ dàng thì mình phải định. Ví dụ như đây là thầy phó trụ trì, đây là vị trưởng ban nhà bếp. Nhưng mà mình nhớ cái đó chỉ là để giúp cho mình điều khiển công việc thôi. Nhưng mà mình quên cái đó thì mệt cho mình, và lúc đó mình hơi đi xa hơn. Còn tất cả chúng sanh nhận ra cái căn tánh đó để dễ cảm thông cho mình. Cho nên á, tâm hạnh của chúng sanh, căn tánh của chúng sanh. Rồi bây giờ tới cái giải hạnh. Giải hạnh là gì? Là cái tư duy, cái hiểu biết cũng có khác. Quý vị thấy không? Có nhiều người ta hiểu thấu, ta tu nó nhẹ. Còn mình hiểu không tới, mình tu cái hồi cái mình bị vướng vào nhiều cái chấp. Mà mình chấp nhiều chừng nào mình sẽ khổ nhiều chừng nào. Rồi chữ chấp là gì? Là vướng mắc. Hồi nãy mình nói cái tâm hạnh là tình cảm, thì ở chỗ giải hạnh là trí óc. Con người nó có hai phần, tình cảm và lý trí. Và có những người người ta suy nghĩ đến, và có những người người ta suy nghĩ chưa tới. Cái hiểu người ta nó cạn cỡ, thì mình phải thông cảm cái đó. Tại vì không phải ai tu cũng giống như mình được. Nhưng mà chưa chắc cái mình hiểu là đã đúng đâu nha. Mình cho mình đúng mà đôi khi mình lỡ mình sai. Cho nên nó cuối cùng mình kết luận nè, nói cái gì cũng trật mới là đúng. Mình nhớ là cái gì mình nói ra có thể nó sai, phải hiểu như vậy mới gọi là hiểu đúng.
Tại vì có thể mình nói nó theo cái phiến diện, cái biên kiến của mình thôi, chứ đâu có phải là trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy tại sao mà mỗi một câu chuyện thiền không có giải thích, là tại vì có thể mỗi người nhận ra ở một cái góc độ nào đó để người ta tu. Cái hình ảnh Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày đó. Có lần Pháp Hòa hỏi mấy em nhỏ, trong một cái buổi tu tập có người lớn cho em nhỏ, hỏi tại sao Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày. Thì có thằng em nó giơ tay, nó tại vì ngày mất hết chiếc. Đơn giản vậy thôi. Cũng có thể sao? Cái đó không phải à, tại vì ngài muốn nói lên cái đạo lý là, không có còn người vướng mắc cả hai bên. Tại vì cái đó là mình hiểu ở cái vực này nè. Nhưng mà con nít nó đơn giản thôi, nó không thấy chiếc kia thì cho là mất. Nhưng mà cũng có thể nó đúng, ngày mất thiệt mà tao không dám nói sao. Cho nên á, thiền thì chuyện thiền là không có giải thích. Nhưng mà thí dụ như các vị mà ta đem câu chuyện thiền ra ta nói cho mình nghe, là ta chú thích cho mình nghe, là chẳng qua người ta muốn tạm dùng ngôn ngữ một góc độ nào đó để chúng ta có cái cửa để vào thôi. Hé chút xíu cửa thôi, chứ chưa chắc là chúng ta đã thấy được bên trong. Nhưng mà không hé cửa sao mình mở. Không, và ví dụ như cánh cửa đó lóc ở bên trong mình đâu vô được, đúng không nè. Bây giờ mình unlock nó nhưng mà vẫn đóng. Unlock nó thôi, người nào biết thì mở ra đi vô. Nhưng mà có những người, người ta không biết, người ta thấy đóng, người ta tưởng đâu là khóa. Thì thôi bây giờ mình mở ra, mình hí một cái để cho người ta biết là cửa đã sẵn mở, chỉ cần đẩy là vô. Ba cách: có khi mình khóa, có khi mình unlock, và có khi mình phải mở hí nó ra, mở hé nó ra để ta đẩy vô. Cho nên Phật Pháp, những câu chuyện thiền là vậy đó. Một ông thầy mà ông đi vào trong cửa rồi ông khóa cửa là ông dùng chìa khóa mất tiêu à. Rồi ông đứng trong này cứu tôi với, là đại chúng cứ lăng xăng đi kiếm chìa khóa cứu ông. Có người đệ tử cầm cái chìa khóa lại nói nè thầy mở cửa đi. Câu chuyện thiền chấm hết. Nó ủa sao kỳ vậy? Như đâu hại hiểu, thầy là người tự khóa thầy. Thầy đừng yêu cầu ai mở cửa cho thầy ra cả. Và thầy phải là người tự mở, cho nên người đệ tử cầm chìa khóa tới đưa cho người thầy. Nhưng mà nếu mình đó thì mình lăn xăng mình đi kiếm chìa khóa. Cho nên mỗi người nó có một cái giải hạnh. Giải hạnh là gì? Cái tư duy khác. Pháp Hòa đã nghe rất nhiều những cái cách. Ví dụ như nhiều khi á, mình thấy thầy mình sao nghiêm với mình, nhưng mình nghĩ là thầy cũng thương mình. Rồi mình nghi người ta, chắc ai đó lên mét mình, nói xấu mình, cho nên từ đó là sao thầy nghiêm túc với mình, kẻ tự làm khổ mình không. Mà trong cái đó tâm người thầy đâu phải vậy. Nếu mình sai thầy có quyền la mình chứ, mắc chi mà thầy không la để rồi thầy im lặng giận dữ với mình. Nếu mà mình nhận người đó là thầy, mà thầy người đó là thầy mình, mà mình là học trò, thì chắc chắn cái sai của mình thầy có quyền hướng dẫn. Chứ thầy sợ gì mình mà thầy phải im lặng để rồi giận mình cái kiểu đó. Mà thầy là người có trí chứ đâu phải là người không, mà phải đợi tới người ta mét mình để rồi để thầy giận. Mà nếu mà ai lỡ có mét đi nữa là thầy đâu phải người dạy, mà cứ nghe người ta mét là tính. Rồi mình cứ một chiều nghĩ như vậy, rồi cứ mình vung vãi những cái khổ đau cho mình. Cho nên rồi thầy cũng chẳng giận mình. Nếu mình lên mình nói hôm nay ai mét gì con mà thầy buồn, thầy cũng không giận mình đâu. Tại vì thầy hiểu được cái tư duy của mình. Cho nên có nhiều bậc cha mẹ con lên nó nói nhiều câu khó nghe lắm đó. Nhưng mà tại sao cha mẹ vẫn tha thứ được? Vì cha mẹ hiểu được. Cho nên chồng vợ chúng ta đang là những người đi là tìm những người bạn với nhau. Mình là vợ chồng, nói là vợ chồng mà nói theo người Việt Nam mình là gì? Là bạn đời. Cho nên trong cái nghi lễ của Việt Nam á, là vợ chồng phải lạy nhau một lạy, gọi là giao bái.
Mà giao bái đó để làm gì? Để quý trọng nhau như những người khách. Mà đã là người khách thì đôi khi không có dám thô lỗ. Nhưng mà tại sao vẫn có những trường hợp thô lỗ? Tại vì cái nghĩ họ chưa tới, họ cái tâm cung kính nó chưa hết. Cho quý vị thấy không, lại Phật nó cũng có nhiều cách lại lắm. Có nhiều người lại cho có lại, có nhiều người lại một cách cung kính. Cho nên Đức Phật không hề bắt mình lại, nhưng mà khi mình đến thì cái tâm cung kính mình bày tỏ. Có nhiều người chỉ lại cho có, và thậm chí có nhiều người lại là tại vì Phật phù hộ, chứ không phải cung kính. Cái hiểu người ta vậy đó. Thậm chí người ta cúng cho Phật, ta đâu hiểu là cúng để tượng trưng, ta hiểu là cúng là Phật có ăn. Ta hiểu vậy mà. Cho nên có nhiều người xách bao gạo lên là phải bưng tận lên chánh điện để. Mà nói trời ơi, bịch gạo nó thô muốn chết, bưng lên gì không, ta hiểu như vậy cứ để. Không có gì phiền hà. Có nhiều người, người Hoa đó, là người ta chùa ta cúng là hương dầu, cúng hương với cúng dầu. Ta bưng bình dầu ăn lên là ta để bàn thờ Phật, ta muốn cho Phật thấy được cái bình dầu của ta. Giống như mình thôi, mình lại Phật là phải đứng ngay giữa để Phật thấy mình. Thắp nhang là phải muốn phải cây nhang của mình, với cây nhang người khác mình lại không được. Mặc dù mình đã nghe giảng rất là nhiều là ai có cắm cây nhang rồi mình chỉ cần lại Phật là đủ, nhưng mà bản chất bản thân mình vẫn hiểu rằng phải cây nhang của mình thì hình như là Phật mới nghe mình. Chứ còn mình chắp tay mình khấn không thì như Phật không biết. Ta hiểu vậy mà. Cho quý vị biết là nhiều khi đi tụng đám tang á, có nhiều cái đám tang mà ngồi chờ múc mùa để được là bắt đầu vô làm lễ. Tại vì người ta theo nhiều cái phong tục quá. Hồi ở Việt Nam nó có cái lệ là phải đi xuống sông á, xin nước của Hà Bá để về rửa mặt cho người chết. Có một bữa nọ phải qua đi cái đám á, sông đâu mà xin, đi nhầm mùa đông mà. Rồi cuối cùng á, họ nói thầy ngồi đây chờ nha, con đi xin nước. Hỏi xin đâu? Xin với bà Thủy, xin Hà Bá xin nước. Mình rình có họ đi đâu, đi vô washroom xin. Đi vô trong washroom rồi đứng vô trong đó, đứng làm một cái lễ để rồi xin miếng nước đi ra. Mà cái đó lễ đó người ta làm đúng là ta đi ra ngoài sông ta xin. Nhà mùa đông mà tuyết không mà xin đâu. Cho nên rồi mình hiểu, mình thấy người ta tư duy. Nhưng mà giờ người ta chưa có, hiện tại bây giờ người ta đang hiểu kiểu đó. Mình không bắt người ta hiểu khác được. Và đồng thời trong khi thì người ta đang có đám tang, mình không thể đem cả một dàn giáo lý ra mình giảng được. Lúc đó mình chỉ mở lòng mình chấp nhận thôi. Chấp nhận cái gì? Cái tâm hạnh của họ như vậy, cái căn tánh của họ tới đó. Rồi từ từ á, họ về họ cúng. Giống như vừa rồi có cái bà đó, người Hoa, lên mời đi tụng kinh mà bà hỏi mấy cái người nhờ đi thỉnh, hỏi coi thầy ếm ông chồng bà chưa. Nghĩa là tại vì bà nghĩ rằng hễ người chết là mình phải ếm, để thôi người chết về kéo người sống. Thì bây giờ muốn an tâm bà, nói thầy ếm rồi. Bà hỏi ếm hồi nào tôi cũng thấy. Bà Hòa mới nói lúc tôi cầm ly nước tôi rảy rảy gì là ếm. Chỉ nghe vậy thôi là ok liền. Nhưng mà nếu bây giờ mình kéo lại, mình ngồi mình nói thì chắc chưa được. Cho nên quý vị thấy cửa chùa là cái cửa phương tiện. Cho nên cái cổng tam quan của chùa đó, thường thường chùa người ta hay xây cổng tam quan đó, có đôi khi nó không phải chỉ là xây để mà cho nó quy mô và hoành tráng đâu. Nhưng mà trong cái cảnh cổng tam quan nó có cái nghĩa đó. Nhưng mà tùy theo mình đặt cái nghĩa nó. Ví dụ có chỗ người ta để ba cổng tam quan, đó là ba cánh cửa giải thoát, không vô tướng vô tác. Nhưng mà cũng có trường hợp phương tiện cứu cánh tùy duyên. Ba cửa, bên này ta để cửa phương tiện, bên này ta để cửa cứu cánh, bên này giữa ta để chữ tùy duyên. Tùy duyên cứu cánh, tùy duyên phương tiện, cho nên tùy duyên cổng giữa.
Có những người mình phải nói cứu cánh, nhưng có người mình phải nói phương tiện. Nhưng mà không được lợi dụng phương tiện. Đã nói là phương tiện chỉ là phương pháp tiện dụng trong thi tập, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta over limit, qua khỏi cái phạm vi gọi là có chừng mực. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là xuất gia gieo duyên á, là một phương tiện để đưa Phật tử về một khóa tu qua hình thức là nhá kéo để gieo duyên. Đã nói là quý vị gieo duyên, quý vị chưa phải là người thật sự đi xuất gia. Mà cư sĩ là không có đắp y, mà bây giờ có đắp y thì bất quá là cái y nâu. Y nâu là gì? Là màu nhẫn nhục của đất. Màu vàng cũng là màu đất, nhưng mà màu đất để dành cho các vị xuất gia thật, thật sự. Nhưng mà không thể tùy duyên rồi lấy cái màu vàng đó cho tất cả cư sĩ đó. Nó cũng phương tiện thì nó cũng có, nó cũng có gì, nó có cái giới hạn. Nếu không thì quý vị không trân trọng cái màu vàng đó, mình không phát tâm hết lòng mình tới đây thôi. Giờ muốn đâu phải nhảy qua cái cửa đó, tức là phải thật sự đi xuất gia để được cái y vàng mà anh mong mỏi. Cho nên đó, khi mà thọ giới đó, nó có ba trường hợp phải có. Thứ nhất là đạo tràng phải thanh tịnh, gọi là giới trường phải thanh tịnh. Thứ hai là giới sư phải thanh tịnh. Thứ ba là giới tử phải hết lòng. Bây giờ giới sư truyền giới cho mình mà giới tử không hết lòng cầu pháp thì làm sao mình có thể cái giới thể nó đi vào trong mình được. Cho nên đó, mình không thể lấy cái màu vàng đó rồi nó phương tiện cho đắp đó. Không phải, tới đó thôi, tùy duyên tới đó thôi. Rồi quý vị muốn được cái chỗ đó, quý vị phải phát tâm tới mức này. Ví dụ như các vị thọ Bồ Tát giới, không thể nói có ăn chay 2 ngày được không, mặc dù nguyên tắc là được, không sao cả. Nhưng mà như vậy quý vị sẽ không coi Bồ Tát giới là cái giới mà tha thiết mình muốn tu tập. Cho nên cái căn bản nhất là phải ăn chay trường. Mình nói là mình là Bồ Tát, mà chúng sanh mình còn nhai rào rạo mỗi ngày thì làm Bồ Tát gì? Mà cái ăn là cái mình control được. Thí dụ nói Bồ Tát là phải xả của ra cho, mà giờ mình có của lấy gì cho? Còn cái ăn là cái của mình, mình có thể điều khiển được cái ăn đó. Mà mình không ăn được cái đó thì sao mình thọ Bồ Tát giới được? Rồi nói thôi phương tiện cho thọ đi, thì cái vị giới tử đó không có thấy cái giới này là cái gì long trọng mà phải phát tâm. Cho nên đối với Pháp Hòa là ai thọ Bồ Tát giới phải ăn chay trường, căn bản nhất thôi. Tại vì mình có 3 câu để đưa đạo đức của Phật tử nè: 1. Không làm ác; 2. Nên làm lành; 3. Độ chúng sanh. Không làm ác là giữ 5 giới, nên làm lành là thọ thập thiện, độ chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Mà trong cái tinh thần Bồ Tát là gì? Nói 48 giới hay là nói bao nhiêu giới đó, thâu gọn còn 3 câu: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình. Nhiếp luật nghi là phải giữ giới, không làm ác. Nhiếp thiện là phải làm lành, nhiêu ít là phải rộng độ. Mà cái chuyện ăn là cái chuyện mình có thể giữ được, tại sao mình không làm? Cho nên cửa phương tiện sẽ mở, nhưng mà nó ở cái chừng mực đó. Pháp Hòa thường nói ví dụ như đại chúng chúng ta là Phật tánh là bình đẳng, đúng không? Nhưng mà bình đẳng nó cũng có cái thứ lớp. Giống như chén, dĩa, tô, nó đều làm bằng đất, và chúng ta gọi chung là chén dĩa. Nhưng khi sắp chén dĩa, cái nào lớn phải nằm dưới, cái nào trung bình nằm trên, cái nào nhỏ hơn nằm trên nữa. Nhìn cái thứ lớn, chứ đâu có thể cái chung nhỏ xíu bưng nguyên tô để lên.
Hỏi tại sao để cái tô này? Tại cái tô thứ lớn hơn để trên. Không phải vậy. Có lần Pháp Hòa mới nói bộ phương tiện vậy á, cho mặc áo vàng rồi như vậy đó, gọi là phương tiện để cho Phật tử đi chùa. Rồi giờ thí dụ mình lật ngược lên hết, mặc cái quần lên trên đầu, mặc cái áo dưới coi được không? Đó, phương tiện đâu có được. Cho nên phương tiện là một phần, nhưng là phải có thứ lớp và có chừng mực. Ví dụ như nói giờ thầy cho con đi tu đi, nhưng mà con còn nghiện rượu, cho ông Tùng uống lần được không? À, thôi kệ, phương tiện cho nó uống rượu cho nó tu. Không phương tiện kiểu đó được. Cho nên mình phải hiểu là cái thứ chính mà Phật gọi là phiền não và thói quen. Quý vị có thấy là cái chỗ tạo nghiệp của mình là phiền não và thói quen không? Cái thói quen của mình á, cái phiền não của mình là thấy sai miệng nói, nghe sai là miệng phải nói. Cho nên riết mình thành một cái tập nghiệp phiền não và thói quen. Rồi cái mình tuyên bố một câu là gì? Tôi là vậy đó, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, chịu không chịu thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời á, nó ngộ một cái vậy nè, ai cũng nói tôi thích những người thẳng tánh, nhưng mà thật sự nếu mình tới mấy người thẳng tánh thì mình chịu nổi không? Chịu không có nổi. Tại vì sao? Tại vì họ thẳng quá mình chịu không nổi. Trên nguyên tắc là nói vậy đó, nhưng mà thực tế là ở đời không ai chấp nhận nghĩa là một cách thẳng thừng đến mức độ tạt nước vô mặt người ta kiểu vậy. Cho nên chúng sanh có một cái sống nữa, đó là phiền não và thói quen. Và chính cái đó là cái chỗ tạo nghiệp của mình đó. Nói cách khác, phiền não chướng, nghiệp chướng. Phiền não là những cái mình thấy bất, mình thấy không hợp nhãn mình. Mà cái gì không hợp nhãn là cái gì nó phải làm? Miệng phải nói. Có đôi khi mình không nói, không ra miệng, không ra lời. Tại vì cái gì đó bắt đầu mình thấy quýt. Mình biểu lộ bằng con mắt. Mình không biểu lộ được con mắt thì mình nói, mà nói không được thì mình biểu lộ con mắt. Có đôi khi thì sao nữa? Đứng dậy bỏ đi để gọi là bỏ ghét. Thế nào cũng phải bày tỏ chút nào đó để cho anh biết là tôi không ưa, tôi không thích. Pháp Hòa nói như vậy đại chúng để ý nha. Rồi trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, là mình sẽ biểu lộ những cái không ưng của mình là như vậy. Ví dụ như giờ mình không thích cái người đó, tới ăn con tô phở à, mà hạch quẹ mình đủ thứ hết, lát sình miên da, lát sình miên rào, ăn tô phở ba trái ớt. Rồi lần sau, nhưng mà họ là khách mà, mình phải serve. Nhưng mình cái cách mình đem trái ớt ra nó khác rồi đó. Cho nên cái đó không có gì hết á. Cái đó nói để chúng ta thấy được cái thói phiền não và thói quen. Nói theo Phật tự, nói theo Phật là gì? Tập nghiệp. Và cái chỗ tạo nghiệp của mình là ở cái chỗ là mình sống bằng phiền não mỗi ngày. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng, hồi nãy giờ mình nói chỉ mới cái phần negative thôi, tức là cái gì không thích là mình bày tỏ. Không thích gọi là phiền não. Bày tỏ cái không thích mình là cái thói quen. Nói theo nghiệp. Ngược lại, nếu mình phải lòng một người nào đó, mình có sống bằng có thói quen chiều chuộng không? Có. Nếu mình ưng cái người đó rồi là bắt đầu mình bày tỏ kiểu khác à. Thì cái chữ phiền não mà Phật muốn nói đó, không có phải là mình giận ai mới kêu phiền não, mà cái người đó bây giờ trở thành một đối tượng của mình để mình yêu hoặc ghét là phiền não. Vì cái tâm mình nó không bình thường nữa rồi, nó hết bình đẳng rồi. Cho nên thưa đại chúng là có đôi khi á, mình có một đối tượng để tâm, nhưng mà đối tượng đó là để mình thương hay đối tượng để mình ghét. Mà hễ mà đối tượng mình thương là mình sẽ biểu lộ cách khác. Thí dụ mình tới mình ngồi gần, rồi mình bắt tay, rồi mình hỏi thăm, rồi mình vuốt ve,
hay là mình xin số phone. Còn nếu mà cái đối tượng đó mình không thích thì vừa đó vừa ngồi xuống, nếu mình lịch sự 5 phút giả bộ ngồi ráng chút cái xin phép tôi có chuyện phải đi đó là mình nể cả đó nha, được 5 phút. Còn nếu mình bày tỏ một cách thẳng thừng là người đó vừa ngồi xuống là mình đứng dậy liền. Cho nên là Pháp Hòa muốn giải thích cái chỗ phiền não này để đại chúng hiểu là cái chữ phiền não của Phật muốn nói là không phải chỉ người nào giận việc mình không thích mới kêu phiền não. Bất cứ một hình ảnh nào, đối tượng nào làm cho tâm thức mình không còn dễ chịu, dù thương hay ghét, đó đều là phiền não cả. Rồi cái thói quen của mình theo thường lệ thích thì mình sẽ treat người đó làm sao, đối với họ làm sao, mà không thích mình đối làm sao, cái đó gọi là thói quen. Và chúng sanh chúng ta, tu không cần biết, đều sống bằng cái tạo nghiệp đó hết. Hiểu để thông cảm thôi chung coi gì. Phật gọi là thâm hiểu. Ủa tại sao anh tốt cho nó quá vậy? Tại vì nó đối tượng của yêu. Tại sao nó ưa nó? Là đối tượng của ghét. Cho nên mỗi ngày mình đều có đối tượng để mà tâm mình nó chồi hụp đó. Nhiều khi mình ở ngoài đời á, mình sống ngoài đời xong rồi mình đi vô chùa, mà vô chùa là bắt đầu có đối tượng. Ở ngoài mình có đối tượng. Tụng kinh mình thích người nào cho người đó ngồi gần. Thậm chí người đó chưa tới lấy cái áo để cái mình, lấy cái bóp mình để cái mình, để cho lát người đó tới ngồi gần mình. Đi vô khóa tu cũng vậy, ôm bát cơm đi theo thứ lớp, nhưng mà mình cũng vẫn ngó thôi người đó ở đâu để mình ngồi mình tới, hoặc là mình quắt. Thậm chí á, có nhiều khi mình không có thắng được mình á, đi tìm đối tượng ở chung phòng trong khóa tu. Mới đầu mình thích nhau đó, nhưng mà rồi cuối cùng không thích nhau là nói với ban tổ chức đổi tôi qua phòng khác được không? Cho nên mà nói như vậy á, là để quý vị biết rằng á, chúng sanh của chúng ta đôi khi đi vào cái khóa tu chỉ 5 ngày, 10 ngày thôi, mà chúng ta vẫn sống theo cái tập nghiệp đó. Cho nên đó, cái ban tổ chức mà xếp phòng á, nhiều khi các vị rất là khổ. 3 ngày họ lên họ đòi sống chung phòng này, 4 ngày họ đổi phòng khác. Là vì đối tượng và khởi nghiệp. Cho nên hôm rồi khi mà Pháp Hòa đọc cái phẩm kinh này, đọc tới đây cái Pháp Hòa mới nhớ là hằng ngày hình như mình gặp những cái cảnh này nhiều lắm. Mình thích ai ha, xe mình không có chỗ mình cũng nhét nữa. Còn mà không ưa ai rồi hỏi còn chỗ không? Hết rồi, xe tôi đầy rồi. Nó đâu có gì sai, nhưng mà mình khi mình thấy được vậy là mình hiểu được Phật nói cái gì. Cho nên trong đầu của mình mà chứa kinh cái gì ra cái mình lấy kinh mình so sánh đỡ khổ lắm. Vì mình thấy ông cụ nhà mình cũng giỏi quá, cụ Thích Ca giỏi quá, cái gì của nó cũng được đó. Cho nên nó càng chứa trong đầu mình kinh điển nhiều chừng nào mình hạnh phúc lắm. Tại vì mình thấy chúng sanh sống kiểu nào, mình đem lời Phật ra mình soi. À đây nè, Phật nói kiểu này cho nên tôi đâu buồn. Phật nói trước 2000 năm rồi, Phật biết tập nghiệp của chúng sanh cả 2000 năm trước rồi. Cho quý vị biết, nhiều khi Pháp Hòa biết á, cái người nọ không ưa người kia, nhưng mà giờ mình muốn hàn gắn cho mình, giả bộ mình không biết gì hết, rồi mình tìm cách mình gắn, mình hàn, rồi sợ người ta thấy cái dấu hàn mình bỏ miếng nước sơn lên. Mình làm cái chuyện đó mỗi ngày mà không bao giờ mình nói cho họ biết là mình đang làm gì. Vì sao mình phải làm vậy? Tại vì mình muốn chuyển cái tâm, cái tập nghiệp của chúng sanh. Thí dụ như Pháp Hòa thấy có nhiều cô chịu đựng ông chồng dữ lắm, thì mình biết rằng cô đó đang chuyển cái tâm của cô đó. Tức là khó chịu lắm, nhưng mà ráng làm sao để mình có thể mình chấp nhận được
những cái tật tánh đó. Tại vì thói quen của mình là không ưng là bực, nhưng mà cái tu của mình là không ưng mà mình ráng. Cho nên thưa đại chúng á, ở đời á, cái người mà người ta thành tựu không có phải giỏi đâu, mà người ta ráng dữ lắm đó. Người Mỹ là họ sống theo kiểu vậy, thích thì sống chung, không thích thì chia tay. Cho nên nó làm khổ nhiều, nó lây lất cái khổ của chúng sanh nhiều hơn. Còn người của mình thì ráng, nhưng mà ráng mà không có tu, cho nên ráng mà khổ. Cho nên ăn qua ngày chờ qua đời là vậy. Còn mình ta có tu có khác, mình nhận mà mình không khổ, hai cái chỗ nó khác. Cái người không tu á, là người ta nhận nhưng mà người ta khổ lắm, người ta ráng, người ta gồng. Nhưng mà cái người mà có tu là đưa vai mà không khổ. Đó là tại sao các thầy đắp y phải hở cánh tay phải. Tại sao không phủ hết mà mỗi lần đắp y lên tụng kinh là phải chừa cánh tay phải ra. Cái cánh tay phải đó trong tiếng Hán gọi là thiên đản hữu kim, tức là hở cánh vai phải tượng trưng cho gánh vác. Người có sức mạnh gánh vác, cho nên mấy cái tượng Phật Bồ Tát có kim cang lực sĩ đưa vai ra gánh. Phải là kim cang lực sĩ mới gánh nổi. Không có ai nói là ôm nhôm ôm nhắc ra gánh. Phải là kim cang lực sĩ. Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm quý vị tụng á, kim cang mật tích kình sơn trì sử. Mật tích là gì? Có những người người ta làm mà người ta ẩn danh, người ta không nói. Cho nên ở đời có những Bồ Tát người ta chịu đựng một chúng sanh nào đó mấy chục năm mà ta không hề than vãn. Và có những người chịu hết nổi, kiếm đối tượng than thôi, thở chút thôi, rồi cuối cùng thở xong về nhà nín thở tiếp. Tại vì họ nín thở gốc này, họ qua chỗ khác họ thở. Cho nên á, chúng ta thường á gánh nặng. Nhưng mà có những người người ta vương mà không có nặng. Người ta vương là tại vì người ta biết được đây là cái chúng ta phải cần đối diện. Nhưng mà người ta sẵn lòng, người ta có tu là nó có giải, trả nghiệp mà không khổ. Mà người ta không thấy là nghiệp nặng nữa, mà người ta thấy gì? Nguyện lớn. Hồi nãy mình nói nghiệp nặng, bây giờ là gì? Nguyện lớn. Nguyện càng lớn càng nhẹ lòng. Cho nên người ta hay nói ăn cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì ăn. Rồi nhiều khi mình nói ăn cho qua ngày đoạn tháng đó, thì sau này ta cũng nói ăn cho qua ngày mà chờ qua đời là vậy. Đời là một biển khổ, qua hết đời này chết là hết khổ. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Cho nên chừng nào hết khổ, qua đời là qua biển khổ. Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đơn giản vậy thôi. Cho nên nói chừng nào con trả hết, khỏi cần đặt câu hỏi đó. Khi hết là tự đi. Giống như củi hết thì lửa tắt. Hỏi chừng nào thầy hết giảng, em cứ ngó đồng hồ hoài mà chưa thấy chưa hết giờ. Em cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng mà tại vì chưa hết giờ em xuống đi đâu. Cho nên mình trả nghiệp mà đừng đặt câu hỏi là chừng nào tới, chừng nào hết. Giống như mình đi từ ở Santa Ana lên San Diego, hễ nó tới là tự tấp vô à. Mà đi trên đường cứ hỏi chừng nào tới, chừng nào tới, chừng khi nào mình đau bụng. Khi nào mình đau bụng mình hỏi. Mà ví dụ như là mà khổ một cái là không ai sống mà nói chừng nào tôi chết đó. Đi đâu hỏi chừng nào tới, chừng nào tới. Mà không ai dám hỏi chừng nào chết.
Nếu mà nói hỏi là nên hỏi câu đó, chừng nào chết, để làm chi biết không? Để tôi chuẩn bị. Nhưng mình sợ câu đó, và chính vì mình sợ cho nên hình như mình sống mình ít chuẩn bị. Cho nên sống á, mình cứ lấy những cái cuộc, những cái gì mà nó xảy ra trong đời sống hàng ngày trở thành một đề mục để quán chiếu. Thưa đại chúng, thiền là gì? Thiền là có khả năng nhìn tất cả mọi hiện tượng để trở thành ra một đối tượng để hiểu biết và tu tập. Là thiền chứ gì đâu. Thiền là vậy đó. Hôm rồi Pháp Hòa mới ngồi nhổ cỏ với một em Phật tử. Thì em nó mới nói, con nghĩ kiếp trước con ác lắm á, cho kiếp này con khổ quá. Pháp Hòa mới nói, nè, nãy giờ nhổ không tới 10 phút mà đầy thùng rác. Ở đời là mình nhớ là rác lúc nào cũng nhiều hơn hột xoàn, khổ lúc nào nó cũng trội hơn vui. Từ ngày mình sanh ra ngoài đời này, vừa sanh ra khóc chứ đâu đứa nào cười đâu. Đứa nào mà cười là bỏ chạy á. Nó phải khóc. Mà nó không khóc phải đập cho nó khóc. Tại vì nó khóc nghĩa là nó là một đứa nhỏ bình thường. Vậy thì cuộc đời này từ lúc nhỏ ra, cha mẹ đã muốn, đã dạy trên bài học. Cho nên đứa nhỏ là không khóc phải đánh cho nó khóc. Nếu mà nó sanh ra nó không khóc gì hết trơn là mình không biết đứa nhỏ này nó có bình thường không. Cho nên nếu nó khóc là nó bình thường. Con người chúng ta nếu có khổ có khóc là chuyện bình thường. Tại sao? Vì có khóc có khổ mới có tu. Chữ tu đây không có nghĩa là mình làm gì ghê gớm, mà bắt đầu có cơ hội chuyển mình. Mình thay đổi mình chút. Mình thấy mình sống mấy chục năm mà hình như là mình khổ vậy, mình tật nguyền mình vậy. Bây giờ mình sửa thử coi người khác có hạnh phúc hơn không? Tu là một cái tâm rất là positive. Mình muốn chuyển hóa mình để cho làm cho mình hạnh phúc và người thân mình được hạnh phúc, xã hội được hạnh phúc. Chứ tu không có là gì hết á. Tu chỉ là một sự chuyển đổi bản thân mình, bản tánh mình để làm cho xung quanh mình người ta thoải mái hơn khi người ta gần gũi, người ta sống với mình. Mình sống làm sao mà tới chết ta cũng muốn nằm gần nữa, thôi biết gì nói vậy. Thành thử ra ai trong chúng ta cũng có đối tượng mỗi ngày hết. Nhưng mà nếu chúng ta có thiền quán thì chúng ta biết làm cái đối tượng đó trở thành ra pháp tu. Quý vị nào đọc lịch sử Đức Phật á, nói là khi mà Đức Phật sắp thành đạo á, là ma vương nó tới nó hãm hại, nó lấy mấy cái tên nó bắn. Thì những cái tên, mũi tên nó chạy tới Đức Phật. Đức Phật ngó nó một cái mũi tên nó cắm xuống đất, nó thành ra hoa sen. Cái đó là biểu tượng. Những mũi tên đó là những cái khổ đau, những cái phiền não nó đến với mình. Nhưng mà nếu mình lấy con mắt mình nhìn nó, tức là thấy rõ bản chất nó không là gì hết á. Nó chỉ là những hư đốm. Nó đúng lúc đúng dịp nó đến với mình. Pháp Hòa thưa vậy nè. Thí dụ như là hiện tại bây giờ mình đang có bệnh không? Có. Nhưng mà tại sao bệnh nó chưa phát? Tại vì mình còn đủ lực, đủ sức để chịu cái bệnh đó. Đến một lúc nào cơ thể mình nó hết chịu nổi, cái bệnh nó mới phát. Chứ đừng nghĩ là, thí dụ Pháp Hòa, quý vị cũng đừng nghĩ là không bệnh. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có bệnh, nhưng mà chưa đúng lúc để nó phát. Chứ không phải không có bệnh đâu. Không phải không có bệnh đâu, có đó. Nhưng mà tại vì chưa đủ cái chín mùi để cái bệnh nó hiện khởi. Cho nên mình độ chúng sanh đó. Mình độ chúng sanh là nếu cái đó nó đến ngay lúc đó và nghĩa là nó đúng lúc vậy thôi à. Cho nên đúng lúc là độ họ. Ngày xưa Pháp Hòa biết á, có một vị thầy á, ngài không có chủ trương độ người xuất gia.
Tại vì Ngài nghĩ rằng á, người xuất gia không thể nào độ chúng sanh được mà phải là giới cư sĩ. Cho nên Ngài hướng dẫn cư sĩ. Và cuối cùng Ngài mới phát hiện một điều rằng á, cái duy trì được cái nề nếp tu tập phải là người xuất gia. Cho nên bắt đầu Ngài độ cho người xuất gia. Mà khi mà Ngài độ người xuất gia là Ngài lớn tuổi rồi, Ngài bắt đầu mới độ người xuất gia. Còn trước kia nếu mà Ngài chịu nhận là lúc Ngài còn khỏe còn trẻ là Ngài biết bao nhiêu đệ tử. Nhưng mà không nói được, tại đến cái lúc đó Ngài mới nhận ra được điều đó thì Ngài độ. Thì cái duyên nó ngay cái đó đó. Cho nên mình cũng vậy. Đúng cái lúc nó hiện khởi thì mình phải đối với nó thôi. Nói tại sao trước kia nó không vậy mà ngày nay nó như thế này? Tại vì duyên nó chưa tới. Khi nó tới rồi thì cái quan trọng là mình có năng lực để đối diện với nó. Cho nên mình vẫn biết rằng có một ngày mình sẽ bệnh nè. Già thì không phải một ngày già nha. Mà đừng có nói là sẽ có một ngày mình già. Dạ thưa không, cái già là đến với mình mỗi ngày. Nhưng mà sẽ có một ngày bệnh nó phát, sẽ có một ngày chết nó đến. Còn bệnh á, nó đang ngầm ở trong ta. Già nó đang đến với mình từng ngày từng giờ. Ví dụ như hôm nay là 24 tháng 6 rồi, nghĩa là mình già hết 6 tháng nữa rồi. Rồi ngày mai là 25, rồi hết năm cái mình kêu ô tôi già được tuổi. Không phải đâu, mình già trong từng giây phút. Cho nên có vị thiền sư mới làm một bài thơ mà trong đó có hai câu đó. Chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Mình chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, đâu có phải đợi đến thấy cái mồ rồi mới nghĩ là chết. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh mà Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Một đoạn ngắn lắm. Để Pháp Hòa thưa với chúng sanh là ở đời mình, đạo Phật á, hướng dẫn cho mình hai pháp. Pháp của Phật có hai vấn đề, hai việc. Một là hiểu, hai là thương. Nói cách khác là trí tuệ từ bi. Mình có hiểu, mình mới có thương. Thương chừng nào, mình phải hiểu chừng đấy. Hiểu sâu, thương lớn. Cho nên chùa có chuông trống Bát Nhã. Cái chuông là thương, cái trống là hiểu, trí tuệ từ bi. Mỗi lần lễ lớn phải đánh trống Bát Nhã lên. Để làm gì? Tượng trưng cho tình thương hiểu biết. Nó được tác động đến tất cả mọi người. Ví dụ như quý vị xem tử vi á, xem để rồi biết tánh tình nó sao là mình xem để rồi mình biết năm này mình bị cái gì. Thay vì mình coi tử vi để mình sợ hãi đó, bây giờ chuyển đi, chuyển cái cách coi tử vi lại. Xem tử vi để mình hiểu được mỗi người. Tử vi là nói gọi là cái bản tánh của mọi người để mình hiểu họ, để mình thương họ. Nhất là mấy cái tử vi của Tây Phương, Leo, Scorpio, họ nói nhiều về cái tánh của mỗi người lắm. Kệ mình đọc rồi mình lượm đúng điểm nào thì mình hiểu họ vậy, cái mình hiểu cho mình thương. Thì cái bài kinh này cũng vậy. Đức Phật muốn nói là mình thâm hiểu chúng sanh thì mình thương chúng sanh. Bởi vì sao? Bản chất chúng sanh mình với họ giống nhau hết. Có điều là mình diễn đạt cái tập nghiệp mình khác, họ diễn đạt cái tập nghiệp họ khác. Cái hiểu của họ khác, cái hiểu của mình khác, cái tánh tình của họ khác, tánh tình của mình khác. Nhưng mà thủy chung rồi là cũng là chúng sanh. Cũng giống như người ăn mặn ăn nước mắm, mình ăn chay ăn nước tương. Đó, người ăn mặn kêu tôm cái gì, tôm hùm. Mình ăn chay cũng lấy tàu hũ quấn kêu tôm hùm. Đem hai tôm ra, con tàu hũ con tôm. Thì thật sự ăn chay ăn mặn cũng giống nhau, cũng là ăn thôi. Nhưng mà một người thì ăn để mà sống, nhưng mà lựa cái món ăn hiền lành.
Còn một người thì ăn theo cái bình thường của chúng sanh. Người ăn chay cũng không nói là người ăn mặn là xấu à. Không có nói vậy được. Tại ta sống theo cái tùy thuận thế gian ta ăn vậy đó. Còn giờ cái cách hiểu của mình nó khác là thôi bây giờ mình cũng ăn để sống, mình thay đổi món ăn để mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, cái lòng từ của mình, hay là để nhẹ nhàng cái thân thể mình, quan niệm của mình vậy mình ăn vậy. Còn quan niệm ta là ta ăn gọi là vật dưỡng như. Con vật nó phải có bổn phận đó, nuôi dưỡng con người. Tại thì hiểu dưỡng kiểu khác. Cái câu mà vật dưỡng nhân không phải để gọi là con vật nó phải có bổn phận, nó chết để nó nuôi mình. Con vật dưỡng nhân ở trong trường hợp này là con vật đó nó có khả, nó có bổn phận, nó trợ giúp cho con người có sự sống. Ví dụ con trâu giúp con người cày bừa, con gà giúp cho con người sanh trứng gà để con người ăn, rồi con chó nó giúp giữ nhà, đại khái vậy. Cái chữ dưỡng đây là nó đóng góp một phần trong sự sống, chứ không phải là giết nó ăn rồi để rồi là dưỡng này. Nếu vậy thì mình đi vô rừng con cọp nó vồ mình cái nó nhơn dưỡng vật. Nếu mình nói vật dưỡng nhân thì tới hồi mình vô miệng con cá sấu thì con cá sấu nó trời bữa nay ngon quá, nhân dưỡng vật. Thì cũng là cái ăn, nhưng mà cái quan niệm. Cho nên mình thấm hiểu của chúng sanh. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta hành xử như vậy đó, cái mình cũng mỉm cười thôi. Mình nói hồi xưa tôi chưa tu tôi y vậy đó, bây giờ tôi có tu rồi tôi có khác. Cho nên hồi chưa tu là vậy nè, lúc tu rồi nó như vậy nè. Nhưng mà mình đã tu rồi thì đừng có người nhìn người chưa tu rồi cười. Tại vì hồi xưa mình đây là hình ảnh của mình. Có nhiều khi mình nói mình la con của mình đó, nó ly lắm, nó không có biết nghe. Nhưng mà trong cái âm thầm nó giống tôi. Hồi nhỏ tôi cũng vậy. Ông già tôi cũng đập tôi dữ lắm. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình miệng mình la đứa con mình ào ào vậy đó, mà trong bụng mình không biết nó là bản sao của mình đó. Cho nên mình thâm hiểu như vậy á, đôi lúc mình la để mình chỉnh đốn nó, chứ trong cái âm thầm mình biết nó có cái sự di truyền. Có cái ông đó, ông la con ông đủ kiểu hết á, mà mỗi lần nói cái gì cái di truyền. Cái bữa đó mày ngu quá mày, nó di truyền. Thôi Pháp Hòa xin thăm đại chúng một chút buổi chiều nay, tức là hồi sáng giờ mình học 10 điều. Và cái bài này á, được Đức Phật gọi trong kinh là thâm hiểu chúng sanh. Chúng sanh là tất cả chúng ta ngồi đây. Cái cây, con chó, con mèo, nhất nhất đều là những, thí dụ như cái cây này, cái nghiệp sống của nó là gì? Là hút nước, thu ánh sáng, tỏ oxy. Nó cũng có cái tập nghiệp sống của nó. Mình không thương thích nó cũng cảm được. Mình chăm sóc nó cũng cảm được. Nó xanh tươi, nó mát mẻ cho mình. Vậy thì cái sống của cái cây, lý do mình trồng cây là để tỏ bóng mát, để nhả ra thán khí cho chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta vẫn có bổn phận phải chăm sóc nó. Thì tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy, ai cũng là những cái cây cần chăm sóc, tưới tẩm, chăm sóc. Và mỗi người chúng ta có cái khả năng thu hút để rồi chúng ta tỏa ra. Nếu chúng ta có đủ cái tuệ giác, chúng ta thu nhận lời Phật để chúng ta tỏa ra được những cái tươi mát để nuôi dưỡng mình và người xung quanh. Ở đời á, hễ mình mà là cái cây mà dễ thương là ta sẽ bưng về trồng. Mà mình, nếu mà mình là cái cây mà nó mọc tùm quá là thế nào ta cũng nhổ bớt, tại vì nó bám đất quá. Thì cũng thế thôi. Nếu mình dễ thương á, gì không có nhớ á, nếu em là hoa tùy thì tôi xin nhổ cây hoa về trồng á. Nếu em là con chim mà tôi xin nhốt em vào lòng vậy.
Thì cũng như thế trong cuộc sống của chúng ta vậy. Khi mà mình thấy rằng tại sao mình được như vậy là mình biết rằng mình có tạo nhân, và đây là cái quả. Và ngược lại, nếu mà mình bị một cái gì đó, mình biết do cái mình phải nhìn, mình khoan trách cái quả mà mình phải nhìn lại cái nhân. Cái này gọi là thâm hiểu chính mình. Người khác phải soi rọi để thâm hiểu mình, để thương mình là một chuyện rồi, nhưng mà bản thân mình đừng expect người ta phải hiểu mình, mà mình phải tự thâm hiểu mình để mình chuyển hóa, để rồi cùng nhau chuyển hóa. Như hồi sáng và thưa vậy, cùng lên đường chuyển hóa mà. Thì không thể bắt người khác chuyển mình mà mình không hề chuyển gì hết. Phong Hòa ví dụ vậy nè, mình thông báo là xin mời đại chúng cùng đứng dậy, thì sự thông báo là sự mời gọi, và mọi người ai cũng nhận ra cái lời nói đó, cái ta đứng dậy. Nhưng mà cái người mà người ta không đứng dậy á, thì không ai xê dịch mình được, thì cuối cùng ta phải đẩy. Nhưng mà đôi khi người ta đâu có dám làm gì mình đâu, tại vì người ta cũng nể cả mình, ta không dám xê dịch gì mình, thì mình cũng ở chỗ đó thôi. Thậm chí có nhiều khi mình sai mà người ta không dám nói, vì nói ra là mình giận. Thành thử là cái giận của mình là cái lỗ lã, là vì mình phản ứng ra cái giận của mình, riết không ai dám chỉnh đốn gì mình hết, bụi bám mà người ta không dám chùi. Cho nên người ta tới, người ta chịu khó, người ta lấy tờ giấy, người ta chậm chậm mặt mình á, thì mình biết là người ta còn để ý tới mình. Cho nên cuộc sống nó phải có cả hai. Phật đưa mình giáo pháp, mình là người tiếp nhận giáo pháp, mà trong kinh gọi là tín thọ phụng hành. Quý vị nhớ mấy câu đó trước khi dứt một bài kinh. Phật nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đó là ba yếu tố để hoàn thành một con người. Tín là tin, thọ là nhận, phụng hành là làm. Mà mở đầu bài kinh đó là như thị ngã văn, như thật tôi nghe. Tôi nghe pháp như thật, tôi nói lại cho các vị nghe. Và sau khi nghe xong thì các vị làm ba điều là tín, thọ, phụng hành. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên cũng nói giáo pháp của Phật cao sâu, mà đòi hỏi chúng ta là kiến, văn, đắc, thọ trì. Kiến là thấy, văn là nghe, đắc là được, mà quan trọng là có thọ trì không. Thì khi mình làm được kiến, văn, đắc, thọ trì, thì chừng đó cái nghĩa thật của Như Lai á, mình mới giải mở được. Bên này giao, bên này tiếp. Cho nên mỗi năm mình có cái lễ giao thừa, giao một năm cũ lại, hay là giao một năm mới lại, và chúng ta là người thừa hưởng cái mới đó. Đó là một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta sống. Cái năm cũ đã qua rồi, bây giờ chuẩn bị giao lại cho mình một cái gì mới mẻ, và chúng ta phải là người thừa cái mới mẻ đó để chúng ta phấn chấn mình lên trong một năm mới. Đó là một ý niệm rất đẹp để phấn chấn chúng ta bước qua một năm mới, hoàn thiện, cải cách, cải thiện con người chúng ta. Chúng cho nên nghĩa thâm là sâu, thâm là sâu. Nhưng mà cái sâu đó đó, nó không thể thiếu sự quán chiếu nhìn kỹ. Vì vậy mà ngồi thiền á, tại sao mình phải nhìn xuống mà không mở mắt to? Tại vì nhìn xuống là có cơ hội mình xoay lại mình để mình thâm nhập được cái chỗ đó. Cho nên có nhiều vị người ta trì kinh á, người ta không có đọc to, ta đọc nhỏ, để cho người ta thâm nhập được lời đó. Thật ra quý vị đọc truyện á, đọc sách, đọc tiểu thuyết là cầm mình đọc cho tới, để mình hiểu được câu chuyện.
Còn gì mình muốn độ cho người thì mình đọc rang lên, đọc vang lên để cho người ta nghe được cái câu đó. Cho nên á, đọc nhỏ là cho mình, đọc lớn là cho người. Cho mình hiểu được như vậy rồi đó. Thí dụ như cái tiếng mõ của mình cũng vậy. Đây nè, khi mình tụng kinh á, tụng á, cái tiếng mõ mình nó nhịp nhịp vậy nè, nhỏ nhỏ vậy nè. Để làm chi biết không? Để mình trường canh giữ nhịp cho mình. Nhưng mà nghe dưới này đại chúng tụng mà nó hơi trật nhịp á, mõ phải vang lên, tiếng mõ phải cao lên, để cho dưới ta nghe cái tiếng mõ mà người ta bắt nhịp trở lại. Vậy thì quý vị thấy không? Nghe cái tiếng mõ tụng kinh thôi, nghe cái tiếng mõ tụng kinh nó cũng biểu lộ lên được cái đức, cái tánh là tự độ và độ tha. Đại chúng tụng trật, mình phải tiếng mõ phải vang. Hay là bây giờ mình cầm microphone mình tụng, người ta nghe tiếng mình tụng người ta theo. Nhưng khi mình mệt mình ngưng á, cái vị chủ lễ mà ngưng tụng á, thì cái anh mõ phải thỉnh lớn, để cho đại chúng bây giờ mất cái tiếng của người chủ lễ rồi thì nhờ cái tiếng mõ mà giữ nhịp. Cho nên ở trên cái hàng làm lễ đó, chủ lễ, diệt chúng, duy na, ba người, ba người đó phải hợp tác với nhau. Không phải anh mõ anh cứ giữ cái mõ là tôi không khe, tôi cứ dẫn tới thôi, không có làm việc chung gì nữa. Thầy chủ lễ mà cầm cái microphone mà thấy ngưng tụng, thấy mệt, thấy ngưng tụng, thì cái người giữ mõ phải đưa mõ cao lên để giúp cho thầy chủ lễ. Tại vì thầy ngưng rồi, bây giờ mõ phải tục đánh lớn để cho người khác nghe bắt nhịp. Rồi bắt đầu thầy cất sướng lên, thầy tụng cái tiếng mõ mình nhẹ lại. Cái đó gọi là trầm bổng. Thể đây trầm, kia phải bổng. Mà nếu mà hai cái mà nó vang vang lên thì chói tai. Rồi bây giờ anh là chủ lễ với mõ làm việc xong, cái vị thỉnh chuông á, làm một cái việc là giữ sự tỉnh thức của đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đủ tiếng rồi thì bon, đại chúng bên này biết là anh này anh signal cho mình nhảy qua Quan Âm. Nhưng mà anh phải biết thỉnh Nam Mô A là phải thỉnh để cho đại chúng biết là hết câu A Di Đà Phật này là qua Quan Âm. Còn anh đợi mà A Di Đà Phật anh mới thỉnh tiếng thì người ta đang chớ giới chuyện gì xảy ra, bây giờ Quan Âm hay Di Đà. Cho nên loãng choãng trong khi tụng kinh đó, một bên là Di Đà, một bên Quan Âm. Cho nên người đứng giữa gọi là chủ lễ, chủ trì một buổi lễ. Có nghĩa là chủ sám, chủ lễ. Bên này là duy na, bên này là diệt chúng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là để cho Pháp Hòa đem một cái hình ảnh, để rồi đại chúng thấy là nếu chúng ta tất cả mỗi ngày cái gì nó cũng là đối tượng để quán chiếu, để tìm ra được bài học, thì tự nhiên mình thấm hiểu chúng sanh. Con nít đó, nó có thể đánh lộn với nhau bằng một món đồ chơi. Mình la đó, có cái đồ chơi mà cũng đánh lộn nữa. Nhưng mà mình đâu có biết là người lớn mình cũng đánh y như vậy. Mình cũng giành giật những cái đồ chơi mà mình đâu có biết. Mình ở cái mức độ này mình nhìn cái đó là đồ thiệt, nhưng mà thật sự nó chỉ là đồ chơi thôi. Cho nên Pháp hồi nhỏ, Pháp Hòa không nhớ là cái bài thơ này Pháp Hòa làm lúc nào, nhưng mà có một hôm Pháp Hòa làm cái bài thơ: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt dành trăng sáng lô nhô. Tranh chi vầng trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vầng trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giựt dành. Có nhiều khi ánh trăng nó rọi xuống nước, đứa con nít nó nhảy xuống, nó tưởng trăng dưới nước nó tìm. Có những lợi danh nó giống như bóng trăng dưới nước mà mình cũng giật kiểu đó, mình đâu có biết. Tranh hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng. Thân tâm trẻ thơ mỏi mệt, trắng tay phút cuối thật lầm.
nó giành nó giật, nhưng mà rốt cuộc nó mệt cả đám luôn mà không đứa nào được cái trăng hết. Cũng giống như là mình cầm một sợi dây vậy, hai người giành sợi dây lát bực ra rồi hết, không người nào xài được hết nếu mà cả hai được nửa khúc. Cho nên hiếm có người nào mà như ông Gandhi vậy, ông bước lên xe mà ông lỡ rớt chiếc giày cái ông lột luôn chiếc thứ hai ông giục trở lại. Người ta nói cái ông này chắc ông hơi hơi. Đó, tại sao ông lại làm như vậy? Ông nói bây giờ tôi rớt một chiếc giày rồi tôi giữ chiếc này tôi cũng có xài được đâu, mà ai đó lượm được cái chiếc kia cũng cũng có xài được đâu, thôi thì tôi lột cái chiếc của tôi giục lại luôn, lỡ họ có lượm lượm nguyên cặp họ xài. Người lượm được chiếc tôi giữ chiếc không xài được gì hết. Mà cái bài thơ đó mà không nhớ là mình làm hồi nhỏ lúc bao nhiêu tuổi, nhưng mà cũng phải mười mấy tuổi. Ô kìa ánh trăng vằng vặc long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật giành trăng sáng lô nhô. Vớt hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng, thân tâm trẻ thơ mỏi mệt. Ngủ giống mình vậy, tranh chi vần trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật giành. Mà Pháp Hòa nhớ cái bài đó cái bài đó Hòa đặt nó cái tên là vọng nguyệt. Mà chữ vọng này không phải là thấy, chữ vọng này nghĩa là trăng không thật. Mà trong kinh Viên Giác nói nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những kinh điển Phật nói giống như là ngón tay chỉ trăng. Nhưng mình đừng có lầm, ngón tay là trăng. Cái quan trọng là ngón tay này nó chỉ có công năng nó chỉ cho mình thấy ánh trăng, thấy trăng mới là cái chuyện quan trọng. Cho nên tất cả những lời Phật dạy mà chúng ta đem ra mổ xẻ trong tất cả các cái buổi chia sẻ pháp hội đó chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi. Bây giờ 10 cái này mà đại chúng chỉ nhớ 2-3 là mình cũng có thể đủ thâm hiểu chúng sanh. Còn 10 cái mà nói là để cho mỗi một cái phần nào đó chúng ta tập thâm hiểu chỗ đó. Tại vì chúng sanh có đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với một cái cảnh khác nhau, thì chúng ta hiểu được ngay cái chỗ đó. Mà hiểu để làm gì? Hiểu để thương, hiểu để thông cảm. Mà có thông cảm rồi thì tự nhiên người mình nó nhẹ ra, cười có thể được, ngồi gần có thể được, nói chuyện có thể được, chăm sóc có thể được. Tại vì bây giờ mình nhẹ ra cái đó rồi. Pháp Hòa hay ví dụ là mình mà thu gom mỏng mỏng mà cũng như một cái lá thơ mỏng vậy, mà cứ gom riết là đầy một bao. Cái ông phát thơ sáng ra là nguyên một bao thơ rất là nặng, nhưng mà ông đi từng nhà ông phát ra, nhà có một lá à, hoặc hai lá thôi, nhưng mà ông đi hồi cái là tự nhiên cái bao ổng sao nó hết. Ông không có dùng hết nguyên sách đâu, ông phát cho mỗi nhà một lá hai lá. Cũng giống như vậy thôi, mỗi ngày mình cứ mỏng ra một cái phiền muộn gì trong tâm mình, thả ra được cái thì một ngày nào đó mình sẽ nhẹ nhàng và cái túi của mình rất là thảnh thơi. Đó là 10 pháp thâm hiểu mà trong kinh Phật dạy. Rồi hôm nay Pháp Hòa mang 10 pháp thâm hiểu này ra để chia sẻ với đại chúng. Và như hồi sáng Pháp Hòa bắt đầu vậy đó, một ngày an lạc hôm nay so với một năm và một kiếp người không có là bao. Nhưng nếu một ngày an lạc này mình thấu được thì nó có giúp cho mình mở ra, xả nhẹ rất nhiều. Có nhiều khi mình đau bụng uống nhiều thứ thuốc không hết, có một cái hũ thuốc rất rẻ tiền trong tiệm uống hết. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: sống 100 năm không thấy đạo lý,
không bằng sống một ngày mà thấy được đạo lý. Và người xưa cũng có câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng mà nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Tại vì mình chết mà mình có được đạo lý, còn hơn sống trăm năm mà không thẩm thấu đạo lý. Mà cái đạo lý ở đây là cái lý lẽ, cái chân thật để chúng ta nhận ra sự sống, chứ không phải nói đạo Phật, đạo Chúa gì cả. Cái đạo lý ở đây là cái chân lý mà chúng ta cần nhận ra để chúng ta sống. Vậy thì bây giờ quý vị nghiệm lại hết tất cả những bài kinh mà quý thầy chia sẻ, không ngoài ba điều: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm về mọi việc, định tĩnh để có được tuệ giác mà sống với tất cả các pháp trong cuộc sống. Pháp nào mà không được soi bằng niệm, bằng định, bằng tuệ là pháp đó sẽ khổ đau. Ví dụ như mình cắm một bình hoa, phải có niệm là tôi cắm hoa để làm đẹp. Và bây giờ nếu như miếng bình hoa này mang lên trên cái bàn đó mà nó không phù hợp ở một cái trường hợp nào đó, người có thể gia giảm cũng không có gì buồn. Đấy, rõ ràng bình hoa này có gia giảm. Ví dụ bây giờ một cái bình hoa mình cắm nó cao vậy là mình cắm rất đẹp, nhưng mà khi mình để lên cái trường hợp này nó không có đủ để mà nó cho người ta quay phim hoặc người ta chụp hình, người ta làm gì đó thì có gia giảm. Niệm định tuệ phải được soi vào thì đâu có khổ đâu. Tôi cắm bình hoa để làm đẹp, cách nào làm đẹp được các anh cứ làm, giảm mà đẹp thì còn hơn để nguyên mà nó xấu. Cho nên quý vị thưa đại chúng là có đôi khi mình chỉ giảm cái tật thôi tự nhiên mình đẹp hơn. Không phải mình thêm cái đó mà nó cũng giống như mình đó. Mình đeo tùm lum mà bớt một cái nhìn nó sang. Thật nữ ra giàu chưa chắc sang, giàu mà phải sang mới được.